Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Sương đen, Bách Lý Xuân Thu hiển hóa ra hình người, tháo chạy xuống vực sâu huyết luyệt, mà điều tôi chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Là một người trống rỗng không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông nào, không có chân khí cũng không có kiếm khí. Thứ mà tôi có thể dùng chỉ có huyền quan mà thôi. Ma thân quá to, tôi không chắc sẽ diệt được nguyên thần của cổ ma, nhưng sau khi hắn hiển hóa hình người, tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt được bạc Lý Xuân Thu. Lúc này người của Bách Lý Xuân Thu vẫn đang ở trên không trung, tôi bắt đầu chạy nhanh về phía vực sâu huyết luyện đợi đến khi thân thể hắn sắp rơi vào vực sâu, vừa đúng lúc tôi cũng bay lên nhảy ra, trên không trung dùng kiếm tự đâm vào huyệt thần đình của mình. Tôi không có năng lực tự hủy huyền quan của mình, chỉ có thể đâm phá huyệt thần đình, mở ra huyền quan để liên kết với thế giới chủ. Từ lúc trước, khi khai mở ra huyền quan, tôi đã biết huyền quan của tôi không giống với người khác, rất rộng, minh mông bất tận. Loại huyền quan này vốn được tạo ra riêng cho thiên tôn, chỉ cần tôi không chết, tương lai nhất định có thể chứng đắc thiên tôn. Đáng tiếc, tôi lại không thể đợi đến ngày đó rồi tôi rơi xuống đất trong tư thế ngửa mặt lên trời sau khi huyệt thần đình bị đâm nguồn năng lượng vô cùng vô tận phóng lên không trung tôi nghe thấy bách lý xuân thu không ngừng la hét tiếng hét càng lúc càng yếu âm thanh im bặt hoàn toàn bị dập tắt lần trước cổ ma vẫn còn ý chí thức tỉnh mà lần này cổ ma chẳng khác nào bị triệt để xóa sổ khỏi nhân gian rồi mãi mãi không thể thức tỉnh nữa sau khi cổ ma chết huyền quan vẫn bị phá vỡ như cũ mặt đất nứt nẻ bầu trời sụp đổ Thực vật không có tim có thể sống, người không có tim nhất định sẽ chết. Đây không phải là lời tiên tri, đây là sự thật. Không có tim sẽ không có người để mà vấn vương, người càng lúc càng tê dại, càng lúc càng trống rỗng. So với sống mà như không sống như vậy, thà chết một cách bi thảm mà vinh quang cho xong. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhớ đến câu nói mà Thái Cổ Nguyệt Ma từng nói, thế giới này, ta đã từng đến. Chương 307, Vạn Ma Đại Điệt 1. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa cơ thể đang nằm bên cạnh một con suối nhỏ. Suối chảy róc rách, dưới thân tôi cỏ mọc sum xuê, có vài chiếc lá đỏ trôi theo dòng nước. Nhìn về phía trước theo hướng dòng nước chảy, tôi phát hiện một cái hồ lớn trong vắt, trong hồ có một mỹ nhân đang ngâm mình, chỉ thấy một bóng lưng trắng như sứ. Nữ từ tóc dài chấm eo, lưng bị nước suối làm ướt. Hơi nước bốc lên, bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển thoát ẩn thoát hiện. Sau khi tỉnh dậy, đáng ra tôi nên suy nghĩ xem mình đang ở nơi nào, hoặc là tại sao tôi vẫn chưa chết, vậy mà lúc này toàn bộ tâm tư của tôi đều bị người phụ nữ khỏa thân này thu hút rồi. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, dịch nghĩa, lao lách rườm già xanh tốt, móc trắng làm xương, người mà mình nói đến, thì ở về một phương nào của vùng nước minh mông. Trong đầu tôi hiện lên câu thơ này trong kinh thi, cảm thấy hồn phách của tôi đều bị nữ tử này câu đi mất rồi, mắt tôi dán chặt không thể di chuyển. Nước hồ ngang eo, nhưng lại trong vắt có thể thấy cả đáy sóng nước xanh lăn tăn, tấm lưng trắng như sứ cực kỳ chói mắt, mang một sự gợi cảm tự nhiên. Quyến rũ mà không ma mị, diễm lệ nhưng không tục. Đường cong cơ thể hoàn mỹ, chiếc eo thon gọn, không dư thừa, nhưng đến mông thì đẫy đả đến kinh người. Đôi chân đẹp, đầy đặn, săn chắc mê người, mỗi một tấc đều lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của người con gái. Đến khi cô ấy xoay người đi đến đây, tôi chưa kịp hết hoang mang thì lại bị rung động tiếp. Không thể dùng ngôn ngữ để mô tả dung mạo tuyệt thế này, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một cô gái đẹp mỹ lệ như thế này trên thế giới. Tình huống như thế này tôi chỉ gặp qua đúng một lần khi Thùy Họa hiện thân từ dưới sông Hoàng Hà ở thôn Hạ Bá mà thôi, nhưng cô gái này lại không giống Thùy Họa. Tuy Thùy Họa cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong xương cốt lại mang một sự lãnh đạm đẩy người khác ra xa nghìn dặm, còn cô gái trước mắt rõ ràng lại như muốn câu toàn bộ hồn phách của người khác đi mất. Quai hàm động mùi hương của quả vải tươi, chiếc mũi dinh dính mỡ ngống, dịu dàng và đầm thắm, yêu thích khi ngắm nhìn. Ngươi tỉnh rồi à?" Y nhân mở lời giòn tan, như chim vàng anh hót trong núi sâu. "Ừm, tôi nhẹ nhàng đáp một tiếng ừm, vội vàng quay đầu đi. Đến lúc tôi một lần nữa xoay người lại, y nhân đã mặc xong quần áo. Cô ấy mặc một bộ váy màu mực, tay áo rộng, hẹp ở eo, nhìn như mơ như mộng. Tôi cuối cùng cũng thanh tĩnh trở lại, đầu tiên dùng tay véo mạnh vào đùi, đau đến khóe miệng giật giật, mới biết đây không phải là mơ. Nếu đã không phải là mơ, vậy thì có vấn đề rồi đây, tại sao tôi vẫn chưa chết? nghĩ đến đây tôi dùng thức thần để cảm nhận sự tồn tại của huyền quan thế giới huyền quan mênh mông không còn nữa nhưng sâu trong thức hải của tôi cũng không phải là trống rỗng mà là hồi quy về trạng thái lúc trước khi tôi khai mở huyền quan trời đất mịt mù một màn hỗn độn cảm nhận một cách cẩn thận trong sự hỗn độn này cũng không phải là không có gì có thể thấy lờ mờ lá cờ chiêu hồn đen kịt và lãnh đạm cờ chiêu hồn không vì huyền quan sụp đổ mà bay đi làm tôi vô cùng bất ngờ tôi vốn dĩ đã giao cho bác âm đại đế chuyển lại thùy họa rồi. Trong cờ chiêu hồn chứa ý chí của những anh linh tử chiến, bác âm đại đế có thể dùng con mắt u minh để phát hiện ra động thái của họ. Ngoại trừ cờ chiêu hồn, tôi còn cảm nhận được từ trong hỗn độn sự tồn tại của hai sự thân quen. Nguyệt Tất và Thanh Phong cũng ở đây, trăng sáng luôn ở bên cạnh tôi, gió mát tự tại bay lượn. Ngàn vạn lần không ngờ đến, ba thứ quan trọng nhất trong huyền quan của tôi vẫn còn ở lại trong thức hải của tôi, hơn nữa huyền quan của tôi cũng không giống như là hoàn toàn sụp đổ chỉ là quay lại trạng thái nguyên thủy mà thôi huyền quan là sản vật của thiên nhân giao cảm ngay cả cách thức tu hành khác biệt như a lê cũng có huyền quan của riêng mình đạo sĩ có thần minh có người của âm ti cũng có ma cũng có a lê cũng có thuật sĩ cũng có thiên nhân giao cảm sớm đã là phương thức giao tiếp chủ yếu giữa loài người với tự nhiên trong thời đại thuật sĩ còn huyền quan đã có từ lúc con người được sinh ra rồi chỉ là phần lớn mọi người không thể khai mở nó mà thôi cũng giống như hạt giống vậy, không phải hạt giống nào cũng có thể phát triển, đâm chồi nảy lộc, khai hoa kết trái. Tôi vui vẻ không bao lâu thì lại bắt đầu chán nản, mầm mống huyền quan vẫn còn, tương lai tôi cũng có thể khai mở nó thành một thế giới lại từ đầu, nhưng tim của tôi đã trống rỗng rồi. Không có bất kỳ ai trong trái tim rỗng này, tất cả ký ức đều hóa thành mây khói dĩ vãng. Tôi có thể nhớ hết một kiếp từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, nhưng là với góc nhìn của người ngoài cuộc. Chương 308, Vạn Ma Đại Điệt 2 y nhân kia đứng bên cạnh tôi không nói lời nào, để mặc tôi tâm tư hỗn loạn. Cỏ cây không có tim vẫn có thể sống, nếu như người không có tim thì sẽ như thế nào? Tôi sau khi quay trở về từ trong suy nghĩ hỗn độn nhìn cô ấy hỏi một câu. Sau khi hỏi xong tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận, bắt đầu căng thẳng. Lúc trước, trụ vương vì câu nói này mà nhận lại lời tiên tri về cái chết, tôi sợ rằng tôi cũng sẽ giống như ông ấy. Người đi theo ta, cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ yêu cầu tôi đi theo cô ấy. Tôi chỉ nhớ tôi từ vực sâu huyết luyện ngã xuống, nhưng quan cảnh hiện tại sao với vực sâu huyết luyện huyết khí ngút trời không hề có một chút liên quan nào cả. Mây trắng phiêu diêu, hang cốc chập trùng, tình thơ ý họa, tiếng chim hót và hoa thơm, đi mãi đi mãi, y nhân dẫn tôi đi trên một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Đường mòn ngoằn ngoèo quanh co, hai bên mọc đầy hoa lan. Đi đến giữa lưng núi, tôi nhìn thấy trên đỉnh núi có một đạo quán. Đạo quán chiếm một diện tích nhỏ, được xây dựng bằng đá núi, hòa vào làm một với màu sắc của núi non lúc này đang là hoàng hôn đạo quán được ánh chiều tà phản chiếu trông vô cùng xuất thần đi đến đỉnh núi y nhân dẫn tôi đi đến trước cửa của đạo quán đẩy cửa bước vào gọi là đạo quán nhưng chỉ có một cửa một sân và một điện tôi đi theo cô ấy vô đại điện trong đại điện không nhìn thấy bất kỳ tượng thần nào chỉ có một bước chân dung được treo ở giữa phòng khách trên bức họa vẽ bóng lưng của một người đàn ông mặc một thân đạo bào đen như mực chính là ma đạo tổ sư tôi đã từng thấy qua bức họa của ma đạo tổ sư trong ngôi miếu của bộ tộc đông di không ngờ lại được thấy chân dung của ông ấy ở nơi đây điều này rõ ràng cho thấy ông ấy đã từng đến đây đây rốt cuộc là nơi nào vậy tôi hỏi huyền quan của ma thần để lại sau khi chết là vị ma thần nào chủ nhân của thập vạn đại sơn huyền quan của ông ấy không phải đã bị thiên đạo tự tay nhìn nát rồi hay sao đây không phải là huyền quan toàn vẹn mà là một mảnh vỡ nói xong câu này y nhân đưa tay tháo bức họa của ma đạo tổ sư xuống phía sau bức họa lộ ra một cánh cửa bằng đá cửa đá thông xuống lòng đất càng đi xuống ma ý càng nồng đặc chẳng trách tại sao ở bên ngoài cánh cửa tôi không hề cảm nhận được một chút ma ý nào hóa ra tất cả ma ý đều bị bức họa của ma đạo tổ sư phong ấn trong lòng núi rồi không biết đã đi bao lâu cuối cùng chúng tôi đến trước cửa một đại điện thần bí lúc này ma ý đã nồng đến mức không thể tiêu tan thấy y nhân đưa tay muốn đẩy cửa điện tôi không tự chủ mà hô lên đừng mở tôi có thể cảm nhận rằng tất cả ma ý đều là từ trong đại điện này truyền ra mà đại điện này nếu như tôi đoán không nhầm thì có lẽ chính là điện vạn ma trong truyền thuyết lúc trước khi bách lý xuân thu nhảy vào khe nứt của vực sâu huyết luyện chắc hẳn cũng đã đến bên trong huyền quan của ma thần giống như tôi thời điểm đó mà đạo tổ sư chưa đến đây điện vạn ma cũng chưa bị ông ấy phong ấn bên trong có thứ mà ngươi cần đó nói xong y nhân đưa tay đẩy cánh cửa điện cửa điện vừa mở ma ý điên cuồng thoát ra khí tức tạ ác điên loạn dày đặc tứ tán thế nhưng không biết tại sao tôi chẳng mảy may bị ảnh hưởng chút nào rất nhanh tôi đã hiểu ra ma là do tâm sinh mà tôi lại là một người không có tim do đó bất luận ma ý có dày đặc thế nào cũng không có tác dụng với tôi trong đại điện tối đen lờ mờ có thể nhìn thấy hai hàng tượng đứng sừng sững hai bên điện vạn ma những pho tượng tất nhiên là khắc họa vạn ma tất cả chúng đều trông dữ tợn và xấu xí làm cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Tôi theo y nhân tiến về phía trước, trong lúc đi, tôi nhìn thấy ở hàng bên phải có một khoảng trống, hình như là thiếu một bức tượng ma. "Là thiếu cổ ma." Y nhân nhẹ giọng nói. "Cổ ma? Lẽ nào những thứ này không phải là tượng mà thật sự là ma sao?" Tôi hỏi. "Đúng vậy, ta khuyên ngươi không nên nhìn vào mắt của chúng, nếu như bị chúng chọn chúng, chúng sẽ giải trừ phong ấn và chiếm cứ cơ thể ngươi đó." Cô ấy vừa nói xong, tôi vội vàng rời mắt khỏi những bức tượng ở hai bên. À, ta quên mất, bọn chúng sẽ không chọn ngươi đâu. Tôi không hiểu ý câu nói của cô ấy, muốn hỏi, nhưng phát hiện cô ấy đã xoay người tiếp tục đi về phía trước rồi. Ở cuối đại điện có một tế đàn, xung quanh tế đàn đốt lờ mờ những ngọn lửa ma, cũng chính là nguồn sáng duy nhất trong điện vạn ma. Trên tế đàn thờ phụng một cỗ quan tài bằng đồng thần bí, trông vô cùng quen mắt. Quan chấn hồn, tôi kinh ngạc hỏi, y nhân không trả lời câu hỏi của tôi, mà quỳ xuống trước tế đàn một cách thành kính, niệm câu thần chú thần bí và dài ngoằng. Thứ cô ấy niệm không phải là ngôn ngữ loài người, âm thiết vô cùng cổ quái. Theo câu chú của cô ấy, những ngọn lửa ma mị xung quanh tế đàn càng cháy mạnh hơn. Vốn dĩ nó chỉ cao tầm một thước, bây giờ đã cao lên một trường. Không chỉ có lửa ma phát sinh biến hóa, bầu không khí trong đại điện cũng xảy ra biến hóa. Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt tà ác đang rình mò phía sau tôi, hoặc có thể nói chúng đang nguyền rủa sau lưng tôi, làm tôi nhớ đến ma nhãn kia của cổ ma người bị nguyền rủa không chỉ có một mình tôi mà còn bao gồm luôn cả y nhân trước mắt tôi tôi nhìn thấy cô ấy khẽ run lên như thể đang cố gắng chịu đựng một sự thống khổ cực lớn vậy ma ý càng lúc càng nồng nặc cũng càng lúc càng âm u trong đại điện an tĩnh âm thanh y nhân niệm chú vang vọng cuối cùng sau khi y nhân niệm xong âm tiết cuối miệng phun ra một ngụm máu tươi đã được kiềm nén từ lâu chỉ nghe tiếng cọ sát nặng nề phát ra từ trên tế đàn quan chấn hồn bị mở ra, từ bên trong chầm chậm bay lên một thứ, lơ lửng trên không trung. Chính là một quả tim người, chương 309, phá kiển trùng sinh một Thật sự thì, từ giây phút tôi bước vào vạn ma điện rồi trông thấy quan tài chấn hồn, tôi liền có một loại cảm giác quen thuộc. Tuy rằng đây không phải cùng một chiếc quan tài chấn hồn. Tôi là người không có tim, nên thứ quan trọng nhất đương nhiên chính là trái tim. Quả tim người vừa hoa lệ mỹ miều vừa bóng lưỡng trước mắt, đối với bản thân tôi mà nói đó là thứ thuốc mê hoặc không thể kháng cự nhất trên thế gian này. Dưới tầm mắt quan sát của tôi, quả tim người chậm chạp bay từ từ về phía tôi, dừng cách ngực tôi khoảng ba trường. Dường như chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, mở rộng vòng tay thì bất kỳ lúc nào cũng có thể thu nạp nó vào ngực. Nhưng tôi tuyệt đối không thể mùi lòng, vì đây vốn dĩ không phải tim người, mà là một quả tim ma. Không có tim ắt sẽ không sản sinh ra cảm xúc, người sẽ ngày càng trở nên trống giống như khúc gỗ mục. Tôi có thể ghi nhớ tên của rất nhiều người, nhưng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm gì với chủ nhân của những cái tên ấy, tôi sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Thế nhưng, sau khi sở hữu tim ma thì sao? Nó đã chọn người rồi, người còn do dự điều gì nữa? Y nhân đứng dậy hỏi, ta sẽ hóa thành ma sao? Tôi hỏi, bất phong ma, bất thành hoạt, nghĩa là không phát điên thì không thể sống sót. Y nhân nói, ta từ chối, không quên lòng dạ lúc ban đầu tất nhiên có thể kiên trì đến cùng, điều tôi muốn không chỉ mỗi một quả tim người mà là sơ tâm của tôi tim ma không phải là thứ tôi khao khát sở hữu nó sẽ trao cho ngươi lòng dũng cảm vĩnh viễn không bao giờ khuất phục cũng sẽ mang lại sinh cơ dồi dào mãi mãi không cạn kiệt nếu ngươi lựa chọn nó thì ta cũng sẽ thuộc về ngươi y nhân nói xong câu này lớp áo nghe thường màu đen huyền trên thân đột nhiên biến mất giải thích phải nghe thường là quần áo thần tiên tương truyền thần tiên lấy mây làm y phục hết giải thích vạn ma điện tối đen thân thể trắng nõn của phụ nữ xuất hiện đầy bí ẩn và cám dỗ. Cô ấy đi đến phía trước quả tim ma, hai tay chắp lại thành kính, tim ma rơi xuống lòng bàn tay trắng muốt của cô ấy, mạnh mẽ dùng lực đập liên hồi. Tôi từng bước lùi về sau, cô ấy lại tiến từng bước dồn ép. Ma đạo là cách gọi xuyên tạc từ thế nhân, vốn dĩ chẳng phải thật sự là ma. Ma đạo tổ sư tôi đây đã không phải ma chủ tất nhiên cũng không phải ma đầu, mà hoàn toàn ngược lại, đạo tâm của tôi rất kiên định. Tôi liều mạng lùi về sau, chính giây phút người của tôi sắp ra khỏi vạn ma điện y nhân dán đôi mắt lạnh lẽo vào tôi rồi mở miệng nói cỏ cây không có tim thì có thể sống nhưng người không có tim chắc chắn phải chết câu nói này nặng nề tựa như một ngọn núi tàn nhẫn đâm vào nơi sâu nhất trong linh hồn tôi cơn đau tột cùng từ phía ngực trái chuyển tới đau đớn không thể tả tôi chịu đựng không nổi trong ít hầu nôn ra một ngụm máu tươi máu không ngừng chảy xuống tôi dốc sức nôn mửa thứ phun ra toàn bộ đều là máu tươi sền sệt chỉ thoáng chốc trước ngực đã thấm đẫm máu Lần này đúng thật là đã đến lúc kết thúc sinh mệnh rồi, tôi có thể cảm nhận rõ sự hoảng sợ của thức thần, thức thần là lời bày tỏ của linh hồn, cho thấy linh hồn của tôi đã ý thức được thể xác của tôi đang chạm đến giới hạn tử vong, nó muốn thoát ly ra khỏi thể xác của tôi. Giữa làn sương mù hỗn độn trong huyền quan, mặt cờ chiêu hồn lạnh lẽo nặng nề bắt đầu lặng gió mà lay động. Rất nhanh vang lên một âm thanh mà tôi đã từng nghe qua trước đây, mà đạo tổ sư Tạ Lan dáng xuống ở vạn ma điện. Cờ chiêu hồn tuyên cáo tin tức cái chết của tôi hủy diệt đạo thức thần cuối cùng trong người tôi. giây kế tiếp, tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi ngã rầm xuống đất. thời khắc cờ chiêu hồn tuyên bố cái chết của tôi, trong tam giới không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. cửu u phong đô thần điện, bắc âm đại đế đang phê duyệt bản tấu mà diêm quân trình lên, bỗng nhiên chừa tay, tấu trương rơi xuống đất. nhất điện diêm quân tần quảng vương hốt hoảng bối rối, vội vã chạy lại hỏi, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao ạ? À? Bác âm đại đế chính là vị thiên tôn mạnh nhất đạt đến cấp bậc đạo tổ, nhưng mà tính cách bà ấy khá bảo thủ, không có dấn thân vào độn tẩu đích nhất truy tìm đại đạo. Luận về thực lực bà ấy không sánh được với ngọc hoàng của tiên đạo, nhưng lại không hề thua kém đạo đức thiên tôn của nhân đạo. Giải thích câu độn tẩu đích nhất là ý chỉ một sợi sinh cơ. Hết giải thích, đạt đến cảnh giới này của bà ấy, đã từ lâu không còn suy nghĩ hay bận tâm lo lắng về bất kỳ chuyện gì nữa. Lần trước bà ấy bỗng nhiên rơi lệ ở nhân gian đã khiến âm ti hoảng sợ, bây giờ lại mất khống chế làm rơi cả tấu trương, trong lòng Tần Quảng Vương càng thêm bồn chồn bất an. Chính lúc Tần Quảng Vương tay chân luống cuống, bất ngờ có người xông vào phong đô thần điện. Người đến chính là Địa Tàng Vương Thiên Tôn, là hắn sao? Địa Tàng Vương Thiên Tôn cất lời hỏi. Vâng, Bắc Âm Đại Đế ba ngàn năm lại thay đổi một lần, cũng đã đến lúc nên để người khác lên thế chỗ cho ta. Đợi sau khi ta đi rồi, Trung ương Quỷ Đế Châu khất đảm nhiệm vị trí Bắc Âm Đại Đế, tiếp quản âm ty Trường 310, phá kiển trùng sinh, hai, tông sư phái thượng thanh đào hoàng ảnh chân linh lập nghiệp đồ nói nhiệm kỳ kéo dài 3.000 năm, đến hết nhiệm kỳ phải bổ nhiệm người mới lên thay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi từ bi, địa tàng vương thiên tôn không người nhận lệnh, hàm cốc quan, nhân đạo tổ đình, đạo đức thiên tôn đang giảng kinh luận đạo cho chúng đệ tử, nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Sư tôn, thiên sư trương đạo lăng thấy thần sắc của đạo đức thiên tôn có điều dị thường không giấu nổi tò mò bèn nhẹ nhàng hô lên một tiếng Đạo Đức Thiên Tôn vẫn im lặng không nói bất kỳ lời nào, đứng dậy rời khỏi giảng kinh điện, bay lên đỉnh núi cao nhất của Hàm Cốc Quan. Trên đỉnh núi, Lôi Mẫu, Đấu Mẫu, Nguyên Quân và Hỏa Long chân nhân kề vai sánh cánh đứng bên cạnh nhau, Kiếm Tiên Lữ Thuần Dương, chín vị đại nhân hộ pháp nhân đạo đứng trang nghiêm kính cẩn ở phía sau lưng họ. Nhìn thấy Đạo Đức Thiên Tôn bước đến, chúng Thiên Tôn nhân đạo vội vàng hành lễ. "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan một khoảng thời gian, tất cả mọi sự vụ ở Hàm Cốc Quan đều sẽ do hai người các ngươi xử lý." nói xong đạo đức thiên tôn cưỡi thanh nghiêu phi thân bay tiến thẳng đến động lão quân sư phụ đạo tổ vì sao lại quyết định bế quan vào lúc này vậy ạ à? lữ thuần dương đến trước mặt hỏa long chân nhân nói hắn đã không còn trên đời nữa hỏa long chân nhân trầm tư nói thiên đình bắc cực tinh cung bắc cực tử vi đại đế đang đánh cờ cùng cửu thiên đãng ma tổ sư bất thình lình cả hai cảm nhận được một luồng thần uy kinh người giá lâm bay đến phúc sinh vô lượng thiên tôn bái kiến ngọc hoàng bệ hạ tử vi đại đế và cử thiên đáng ma tổ sư hành lễ với Ngọc Hoàng. Huyền nữ không có ở đây, tử vi đế quân đã chấp chứng binh bộ, đáng ma tổ sư trông coi pháp bộ, thiên đình đều do hạo thiên thái tử cai quản, hai người các khanh hãy tận lực trợ giúp. Ngọc Hoàng ôn tồn nói, bệ hạ, vì sao người lại đột ngột an bài những việc này? Từ hôm nay trở đi, cô phải bế quan một khoảng thời gian. Kiếp nạn hoàng hôn của chư thần đang cận kề trước mắt, các người phải cẩn thận ứng kiếp, thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, thiên tôn chư thần không được phép hạ giới. Nói xong Ngọc Hoàng liền lập tức phi thân bay về hướng hư không vô tận, bá thể hiện thân, chúng thần không ai dám không khấu lạy thần phục. Đợi thần niệm của ông ta hoàn toàn biến mất, tử vi đại đế lấy bàn cờ để tính toán, bàn cờ chế tạo từ huyền ngọc tinh tế đã gãy đứt làm đôi. Đại đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Đãng ma tổ sư xứng sở hỏi, hắn đã mất rồi, ai cơ, tạ lan, tạ lan chẳng qua chỉ đạt đến cảnh giới đỉnh phong hợp đạo, cơ duyên trùng hợp mới được mệnh cách thất sát chọn chúng. Cho dù ma đạo tổ sư năm đó lìa đời, cũng đâu thấy Ngọc Hoàng phản ứng lớn đến vậy kia mà. Ta không rõ đâu, ông cũng đừng có hỏi ta. Nói xong bác cực tử vi đại đế rời khỏi đế cung, bay đến phía trên hư không chăm chú quan sát tròm sao bắt đầu thất tinh vĩ đại. Phá quân tham lang vẫn trói sáng như cũ, thất sát lại u ám mù mờ, hào quang đã bị bóng đêm nuốt chừng. Có những lời tử vi đại đế không hề nói rõ với cửu thiên đáng ma tổ sư, cái chết của ma đạo tổ sư sẽ không dẫn phát ra phản ứng khủng hoảng đến thế. Mấu chốt thật sự cũng không nằm ở việc tạ lan đã mất mạng, mà là tuy tạ lan đã nhắm mắt xuôi tay nhưng mệnh cách thất sát lại không trở về hư không. Điều đó nói rõ một chuyện, trên thế gian này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện thêm một vị tân ma đạo tổ sư nào nữa, trừ phi tạ lan có thể trùng sinh. Nếu như mất đi thất sát, thiên đạo sẽ lựa chọn ai là người đánh cờ đây. Ngọc Hoàng, đạo đức thiên tôn, bác âm đại đế, hay là những vị thái cổ ma thần đã chạy thoát vào hư không vô tận. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, toàn thân đã bị nuốt chửng trong bóng tối. Tôi không phải chỉ có một mình, bên cạnh giường như còn có một thân thể nữ tử ấm áp mềm mại, bám chặt lên người tôi giống một con bạch tuộc, mà tôi và cô ấy đang âu yếm nhìn nhau. Tôi vốn muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng chưa kịp mở miệng lại có một vấn đề còn nan giải hơn xuất hiện trong tiềm thức của tôi. Tôi là ai? Đầu đột nhiên đau nhói, tôi bắt đầu ôm đầu khổ não suy nghĩ nửa đêm chờ tỉnh giấc lúc ngắm mình trong gương không biết liệu có ai cảm thấy người trong gương rất lạ lẫm hay không cảm giác của tôi bây giờ chính là như thế vấn đề bản thân tôi là ai tương tự một nhát kiếm sắc bén đâm sâu vào tim tôi nghĩ đến trái tim tôi vô thức đặt tay lên ngực trái thình thịch thình thịch tiếng tim đập của tôi đặc biệt mạnh mẽ cảm nhận được tiếng tim đập có sức sống mãnh liệt đến vậy tôi luôn thấy có điều gì đó không đúng lắm tôi muốn ngồi dậy bởi vì động tác hơi kịch liệt ngay lập tức va phải đầu đến giờ mới ý thức được bản thân không phải nằm trên giường, mà đang cư ngụ ở một không gian nhỏ hẹp đã bị phong bế. Đây là chỗ nào, nhận ra cô gái kia đã tỉnh, tôi hỏi, ôn như lương, anh hùng trùng, ý nói tổ ấm dịu dàng lại là mồ chôn của bậc anh hùng. Lời của cô gái kia nói càng khiến tôi dùng mình hơn, hai tay tôi gắng dùng sức đẩy, chỉ nghe một tiếng keng, thứ ngăn trên người tôi đã bị tôi hất ra, dây tiếp theo người tôi trần như nhộng vội vã từ trong không gian bị phong bế này chạy thoát ra ngoài. Trông thấy vạn ma điện âm u tối mù và quan tài chấn hồn bị đẩy ra ở phía sau, ký ức của tôi dần dần khôi phục trở lại. Quan tài chấn hồn cách biệt với thế giới, khóa chặt ký ức của tôi, ngay khi tôi thoát ra khỏi quan tài chấn hồn, tôi liền lấy lại những ký ức đã mất. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra tôi là ai, tôi là con trai thứ hai của tạ gia tạ lan. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, tôi chính là ma đạo tổ sư. Sau khi hồi phục trí nhớ, thần niệm của tôi liền phát động, một thân đạo bào đen tuyển quấn lên người, giống hệt với dáng vẻ của ma đạo tổ sư. Tôi bước dài về phía bên ngoài, âm thanh u ám của y nhân hô lớn sau lưng tôi, ăn no sạch sẽ rồi, muốn kéo quần lên xong xuôi liền bỏ đi sao hả? Khóe miệng tôi giật giật, loạn trọn lảo đảo liên hồi. Ta đã làm gì chứ? Ngươi nói xem, y nhân huyền chuyển đi đến trước mặt tôi, ngước đôi mắt tròn xòe đầy nhu tình quyến rũ rồi nhẹ nhàng hỏi. chương 311, nguồn gốc của ma tâm 1. Đối mặt với lời chỉ trích của y nhân tôi mới bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng bất kỳ chuyện gì xảy ra trong quan tài chấn hồn tôi đều không thể nhớ được. Ký ức của tôi chỉ quay ngược về thời điểm tôi rơi vào hôn mê, y nhân đem quả tim ma kia nhét vào lồng ngực tôi. Nghĩ tới đây, tôi vội vã cởi đạo bào ra, vết sẹo ghê rợn trên ngực trái đã hoàn toàn biến mất, da rẻ trơn bóng như ngọc, phía trên còn sót lại một chút dấu tích mờ nhạt. Lòng tôi bỗng trầm xuống, mang một nỗi buồn phiền sen lẫn tức giận. Kiếp này, Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với mình Thùy Họa thôi, cũng chỉ muốn trao cho cô ấy tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời. Thủ trung điêu khắc thành hoa, đao phong uyển diên thành họa. Mi mục cương liệt nghĩ tố trang giá, trầm thượng bạch, oanh liệt lưu xa. Giải thích, những câu này được trích từ bài thơ Hồng Chiêu Nguyệt, tạm dịch là tay cầm cành hoa chạm khắc, mũi đao sắc bén uốn lượn tạo tranh vẽ. Dung nhan khí khái tựa điểm trang, tóc bạc gối đầu, cát bay hừng hực. Hết giải thích, thùy họa sở hữu vẻ đẹp oai hùng anh dũng của nữ tử đầu gối tay ấp vẫn mềm mại uyển chuyển triền miên không dứt trên thế gian này tất nhiên có vô số mỹ nữ nhưng trong lòng tôi thì vợ tôi vẫn là người xinh đẹp nhất và tôi yêu cô ấy sâu đậm nhất cũng chính bởi vì lý do đó khi trái tim tôi nổ tung thành từng mảnh mới khiến tôi cảm thấy đau khổ tột cùng tôi sợ rằng mình sẽ quên mất cô ấy sợ bản thân sẽ ngày càng lạnh nhạt với cô ấy sao nhìn biểu cảm của ngươi trông như chịu ủy khuất vậy hả lẽ nào ta không xinh đẹp sao y nhân hỏi ngươi đã làm gì với ta hả tôi lạnh lùng hỏi cũng chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là những chuyện giữa nam nữ nên làm với nhau mà thôi ánh mắt của y nhân có chút tránh né lúc này cô ấy đã mặc lên bộ nghe thường màu đen như mực tôi lường cô ấy đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lõa thể của cô ấy liền chấp nhoáng dùng một tay tóm lấy vai trái của cô trong nháy mắt trở tay không kịp cô ấy đã bị tôi tóm chặt có thể do tôi dùng sức quá mạnh lông mày cô ấy hơi nhíu lại tôi vén tay áo cô ấy lên hết Nhìn thấy ấn thủ cung sa màu đỏ tươi còn nguyên vẹn trên cánh tay mới thở phào nhẹ nhõm, nhếch mép cười một cái, tôi không thèm để ý đến cô ấy nữa, sải bước tiến về phía trước. Tốt xấu gì ta cũng đã ở cạnh ngươi suốt mấy ngày mấy đêm qua, cho dù không hề xảy ra chuyện gì, lẽ nào ngươi không cần chịu trách nhiệm gì sao? Y nhân ở phía sau đuổi theo tôi truy hỏi, giọng điệu đầy sự ủy khuất. Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm gì chứ? Năm đó mà đạo tổ sư phong ấn ta ở trong này đã từng nói Ngài ấy bảo trong tương lai sẽ có người đến đây đưa ta ra ngoài. Giải thích, mà đạo tổ sư có ơn với y nhân nên mình sử dụng xưng hô ngài ấy. Hết giải thích, ta không tin, tuy rằng không biết lai lịch của y nhân, nhưng cô ấy khẳng định có liên quan đến ma, đem cô ấy ra bên ngoài, chắc chắn còn nguy hiểm hơn so với việc bách lý xuân thu dẫn cổ ma. Tùy ngươi có tin hay không, dù thế nào thì đời này của ta đã định sẽ đi theo ngươi rồi. Nếu ngươi không đồng ý, cũng đừng hòng rời khỏi đây. Ba ngày sau, tôi cuối cùng cũng từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm con đường thoát khỏi huyền quan của ma thần. Ngồi trong đại điện của đạo quán, ngơ ngẩn nhìn bức họa ma đạo tổ sư. Y nhân hai tay ôm đầu gối ngồi xuống bên cạnh tôi, ba ngày nay hai người chúng tôi hầu như không hề giao tiếp với nhau, nhưng cô ấy y hệt như cái bóng của tôi lúc nào cũng léo đéo theo sau. Người tên là gì? Tôi hỏi, quên mất rồi, quên mất rồi, tôi kinh ngạc phản hỏi, người lâu vậy mới nhớ phải hỏi tên ta, ta đã quên mất rồi. Thôi được rồi, cứ cho là tạ lan ta đã thất lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi quý danh của nữ thí chủ. Sắc mặt tôi trịnh trọng nói, kiêm hà, còn họ thì sao, ma tộc vốn chỉ có tên không có họ, ngươi là người của ma tộc sao, thử kể một chút về lai lịch của ngươi đi, nếu như thân thế trong sạch, ta có thể xem xét đến việc đưa ngươi ra ngoài. Ồ, rõ ràng là bản thân đã không còn đường nào để đi, còn làm ra vẻ ta đây đường đường chính chính lắm. Ngươi có thể không nói cũng chẳng sao. Tôi lạnh lùng nói, cô ấy dường như có chút sợ tôi, bị tôi lườm một cái, lập tức cúi đầu xuống. Tiếp đó, Kiêm Hà giải thích cho tôi nghe về lai lịch của cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã được lựa chọn trở thành thánh nữ của gia tộc Thông Thiên Đại Ma, thường ngày đều nhận được sự sủng ái chiều chuộng vô bờ bến của Thông Thiên Đại Ma. Năm Thông Thiên Đại Ma và Thiên Đạo xảy ra tranh chấp thì cô ấy mới có 8 tuổi, Thông Thiên Đại Ma không phải là đối thủ của Thiên Đạo, tộc nhân cũng bị Thiên Đạo truy sát đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng Giữa giây phút sinh tử thông thiên đại ma liều chút hơi tàn cùng thân thể bị thương, cứu cô ấy từ trong tay thiên đạo rồi giấu vào trong huyền quan của chính mình. Sau đó dùng chút sức lực cuối cùng xông vào nhân gian, lấy ma thể diễn hóa thành thập vạn đại sơn. Thay vì nói muốn ẩn giấu tim ma của ông ta, ngược lại bảo đây là vì muốn che chở cho người kế thừa cuối cùng của ma tộc, thánh nữ ma tộc thì có lý hơn. Từ đó về sau cô ấy vẫn luôn giữ hình dạng bé gái trầm miên bên trong một góc huyền quan đã vỡ nát của thông thiên đại ma, mãi cho đến một ngày Cô ấy bị ma đạo tổ sư đánh thức, rồi mới bắt đầu dần dần trưởng thành. Chương 312, nguồn gốc của Ma Tâm 2. Ma đạo tổ sư ghé qua nơi này tại thời điểm thực lực của ông ta đang ở ngưỡng đỉnh phong cao nhất, lúc đó trận chiến phong thần vẫn chưa bùng nổ, Ma đạo tổ sư đã dự cảm sắp tới đạo môn sẽ có cuộc chạm trán sinh tử. Ông ta từ trước đến giờ vẫn luôn lấy An Nguy Thiên hạ thương sinh làm trọng, lo lắng sau khi trải qua cuộc tranh đấu đạo môn thì tương lai sẽ không còn một ai có thể trấn áp ma ý trong thập vạn đại sơn nữa nên mới quyết định đến nơi này nhằm sớm ngày giải quyết triệt để mối tai họa ngầm ở Thập Vạn Đại Sơn. Với chiến lược đỉnh phong của Ma đạo tổ sư tất nhiên có thể so chiêu với Thập Nhị Thiên Tôn, ông ta là người duy nhất sau Thiên Đạo có thực lực xông thẳng vào Vạn Ma Điệt, mà sự thật chứng minh ông ta cũng đã thành công rồi. Vì để che giấu thiên cơ, Ma đạo tổ sư không hề kinh động đến đệ tử cổ thần tông đang sống trong vực sâu huyết luyện, mà trực tiếp đột nhập vào huyền quan của Thông Thiên Đại Ma. Sau khi vào trong, mà đạo tổ sư nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của vạn ma điện, nhưng mà bất luận cố gắng ra sao ông ta cũng không thể tìm thấy vị trí mà vạn ma điện đang ẩn náu là ở đâu. Lúc đó huyền quan của vị thông thiên đại ma kia vẫn chưa mang phong cảnh sông non nước biết như thế này, mà là bị bao phủ bởi ma ý dày đặc, một mảnh tối đen. Mà đạo tổ sư lần mò trong bóng tối, nhưng đến cuối cùng cũng không khám phá ra được vị trí của vạn ma điện. Hết cách, mà đạo tổ sư đã ngồi thiền tĩnh tâm rồi bắt đầu niệm kinh. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, chỉ cần ông ta chịu mở lời, bất luận là sinh linh nào tất cả đều sẽ tự tìm đến nghe giảng. Ma đạo tổ sư mới đầu là muốn thu hút tà ma ở nơi này, nhưng không ngờ người chạy đến lại là một bé gái. Bé gái này chính là Kiêm Hà, khi ấy cô ấy vẫn chưa có tên, tên của cô ấy do Ma đạo tổ sư đích thân đặt cho. Ma đạo tổ sư truyền đạo thuyết giảng cho ta, dạy ta ngôn ngữ của nhân loại, dạy ta phân biệt đẹp xấu thiện ác, nếu như không có ngài ấy ta cũng sẽ không trưởng thành đến dáng vẻ như bây giờ đâu mà có lẽ sẽ thành bộ dạng xấu xí hơn cổ ma nhiều kiêm hà nói về điểm này thì tôi không có nghi ngờ nào hết đạo tàng có ghi chép lại mà bẩm sinh có hình người nhưng tướng mạo được xem là xinh đẹp thì phải có dáng vẻ xấu xí hung ác sau cùng tu luyện thành ma thể kiêm hà có thể sở hữu dung nhan mỹ miều như hôm nay là kết quả do tạo hóa từ đạo pháp ông ta có biết lai lịch của ngươi không tôi hỏi đương nhiên rồi khi ta vừa mới xuất hiện ngài ấy đã tỏ tường hết mọi chuyện rồi ta vốn là ma thể mà lại được ngài ấy gieo cho đạo tâm. Đợi bé Kiêm Hà dưỡng ra đạo tâm, mà đạo tổ sư nói ông ta sắp phải đi rồi. Lúc đó Kiêm Hà đại khái cũng đoán ra lý do vì sao ma đạo tổ sư đến đây, liền hỏi ông ta, ngài đến nơi đây không phải vì muốn phong ấn vạn ma điện sao, tại sao bây giờ lại đi rồi? Sau đó ma đạo tổ sư nói, không cần thiết nữa, vạn ma điện đã không cần phải tiếp tục phong ấn đâu. Trước khi đi, ma đạo tổ sư lấy vô thượng thần thông cải tạo lại trời đất nơi đây biến thành diện mạo non sông nước biếc như hôm nay. Ta cũng mất khoảng một ngàn năm mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của ngài ấy, vạn ma điện quả thật không cần phong ấn lần nữa rồi. Kiêm Hà nói, vì sao vậy? Bởi vì ta chính là chìa khóa mở vạn ma điện, ngay thời khắc trong cơ thể ta sinh ra đạo tâm, tương đương việc vạn ma điện đã bị phong ấn vĩnh viễn rồi. Đạo quan ấy rốt cuộc là sao? Đạo quan là do ta xây dựng, bức họa là do ta mô phỏng theo hồi ức của bản thân, đích thân hóa thành. Đáng tiếc là, ta chỉ nhớ bóng lưng của ngài ấy, nhưng không cách nào nhớ được dung mạo của ngài ấy. Tôi lẽ nào không phải như thế, mỗi lần nhắc tới ma đạo tổ sư thì chỉ nhớ được bóng lưng, bức họa bằng da của bộ tộc Đông Di cũng chỉ lưu lại bóng lưng. Ý nghĩa của bóng lưng ám chỉ ly biệt, có lẽ ma đạo tổ sư từ rất lâu đã thấu hiểu kết cục của bản thân sẽ là gì rồi chăng? Tim ma trong quan tài chấn hồn lại là chuyện gì nữa? Tôi hỏi, ma đạo tổ sư đâu phải đến tay không, quan tài chấn hồn là do ngài ấy lưu lại cho ta để ta dùng nó bảo quản tim ma đã được tịnh hóa. Tim ma đã được tịnh hóa sao? Ừ, mục đích ma đạo tổ sư truyền đạo cho ta chính là muốn ta tịnh hóa tim ma của ma chủ, ta đã mất hết 3.000 năm mới siêu độ xong ma ý đấy. Ma chủ của bọn ta là ta ác mà, nhưng vì xả thân liều chết cứu sống ta, khiến ma đạo tổ sư dâng lên lòng từ bi với ông ấy, thế nên mới muốn ta giúp ông ấy siêu độ để ông ấy có thể yên nghỉ. Ma đạo tổ sư nói tử vong không phải là chuyện đau khổ nhất, mà đau khổ nhất chính là sau khi chết rồi lại không được giải thoát. Đây là chuyện vẹn cả đôi bên, vừa có thể giải quyết căn nguyên ma ý của thập vạn đại sơn, lại vừa có thể giúp ma chủ yên nghỉ. Việc này thiên đạo chắc chắn cũng có khả năng làm được, chẳng qua hắn không nguyện ý đi làm đâu. Nghĩ đến đây tôi vô cùng cảm khái, nếu không phải vì ma đạo tổ sư đã làm nhiều việc mà thiên đạo không ai đồng ý làm, sao có thể rơi vào kết cục tan biến thành cát bụi thảm khốc đến vậy chứ? Nói như thế, tim ma mà ta có được là quả sau khi được tinh hóa sao? Tôi hỏi, tất nhiên rồi, một chút cũng không thua nội tạng của ngươi đâu. Kiêm Hà kiêu ngạo nói, vậy sao ngươi lại nỡ đem trái tim của ma chủ cho ta chứ? Từ lúc ngươi đến, ta liền nhìn thấy bóng dáng của ma đạo tổ sư ở trên người ngươi, ta liền biết ngươi chính là người mà ma đạo tổ sư đã tiên đoán sẽ mang ta rời khỏi đây. Kiêm Hà nói bộ dạng lúc tôi mới tới đây vô cùng bi thảm, trên trán có một vũng máu, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt đều gãy hết rồi, thảm nhất là còn không có tim, Cô ấy cũng không biết tôi làm cách nào sống nổi nữa. Cô ấy đem tim ma cho tôi, đầu tiên là vì ma chủ đã đồng quy cùng thiên địa, quả tim ma lưu lại chẳng có lợi ích gì. Mặt khác chính là để tim ma có truyền thừa, sẽ khiến cô ấy không cảm thấy cô độc một mình nữa. Nói đến đây, Kiêm Hà dựa sát vào người tôi, áp tai trên ngực tôi yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của tôi. Dẫn ta đi đi, tôi đã không còn bất cứ lý do gì để từ chối cô ấy, vì cô ấy đã dùng quả tim ma tinh khiết và chân quý nhất của mình để cứu sống tôi với lại cô ấy không phải tà ma gian ác như những gì tôi tưởng tượng, mà là một vị thánh nữ ma tộc có đạo căn sâu sắc. chương 313, Kiếm khí hóa long 1 Tim ma đã được tinh hóa qua nên vô cùng tinh khiết, sinh cơ cường đại, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt dũng khí, suy cho cùng đây là trái tim do nhân vật có năng lực tranh đấu với thiên đạo truyền lại. Sở hữu quả tim ma này, tôi cảm giác bản thân rất nhanh đã có thể khai mở ra huyền quan mới, thực lực cũng tăng cao đột biến. Nhưng khi nhìn xuống Kiêm Hà đang cuộn tròn trong vòng tay tôi, lòng tôi lại phát sầu. Nếu tôi dẫn cô ấy ra ngoài, thì tôi nên báo cáo chuyện này thế nào với Thủy Hỏa đây? Trên thế gian này vốn chẳng có người phụ nữ nào không biết ghen tuông cả, Thủy Hỏa cũng không ngoại lệ. Tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỷ, trong mắt người đang yêu say đắm thì người mình yêu là sự tồn tại độc nhất vô nhị, tất nhiên cũng không bằng lòng san sẻ cho người khác. Nếu như chọc giận cô ấy, không chừng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao sẽ sản sinh ra biến hóa mới, sau 81 đao rất có khả năng sẽ tiếp tục sáng tạo thêm một bộ đao pháp mới, đao đoạn tử tuyệt tôn. Trong mắt Thùy Hỏa không thể chứa nổi một hạt cát, tôi chẳng nghi ngờ gì tính khả thi của việc này đâu. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy dưới hông phát lạnh, nội tâm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Kiêm Hà, tôi có thể đưa cô ra ngoài, nhưng có một chuyện tôi cần phải nói rõ ràng với cô, tôi đã kết hôn rồi, không thể cưới cô làm vợ đâu. Ồ! khuôn mặt nhỏ nhắn của kiêm hà tối sầm xuống, trầm mặc một hồi lại nói, vậy làm vợ lẽ được không? Không được, bất kể ra sao thì cũng không thể để tôi làm nô tỳ chứ. Tôi chính là thánh nữ ma tộc đấy nha, tất nhiên, nếu như anh thích cũng không phải không được. Nhìn đứa nhà đầu cố chấp này, đã khiến tôi không thể thốt nên lời nào. Ây, tránh né chưa chắc sẽ thoát được, đối mặt không nhất định chỉ mang lại kết quả đau khổ, cứ rời khỏi đây trước rồi tính tiếp. Tôi hỏi Kiêm Hà cách rời khỏi đây, nhưng cô ấy lại muốn tôi khôi phục thực lực trước thực lực của tôi chỉ là nửa bước thiên tôn lối ra đi thẳng đến thế giới bên ngoài nằm sâu trong núi thập vạn đại sơn tà ma ở đấy thực lực lớn mạnh dựa vào mỗi mình tôi thì không bảo vệ nổi anh đâu kiêm hà nói ma ý của thập vạn đại sư tuy rằng đã bị đứt đoạn từ căn nguyên nhưng mà ma ý còn sót lại trước kia vốn đã vô cùng nồng hậu tạo ra mấy ma đầu mới cũng là chuyện hợp với lẽ thường tuy nhiên bởi vì không nhận được xác lệnh từ thiên đạo sẽ không dễ dàng được phép hiện thế nhưng mà nếu chúng tôi muốn đi từ sâu trong thập vạn đại sơn để thoát ra ngoài nhất định có khả năng rất cao sẽ đụng chúng bọn nó hiện giờ tôi đến huyền quan cũng chẳng ngưng tụ được một khi va chạm phải bọn nó thì bất kỳ lúc nào cũng bị giết chết tà ma trong thập vạn đại sơn đều do ma ý từ ma chủ diễn hóa mà ra cô thân là thánh nữ của ma tộc lẽ nào bọn nó không chịu nghe theo hiệu lệnh của cô sao từ giây phút tôi sinh ra đạo tâm liền không phải nữa rồi bây giờ tôi đã là phản đồ của ma tộc bọn nó hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ấy chứ nghĩ một chút thì cũng dễ dàng lý giải được nếu không phải vì cô ấy đóng cửa vạn ma điện trong ba ngàn năm này làm sao có thể chỉ xuất hiện một cổ ma thời gian tiếp theo đó tôi liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện mở màn từ bước khai mở huyền quan sự cường đại của tim ma còn vượt xa dự liệu của tôi nó vừa ban tặng tôi nguồn sinh cơ dồi dào đồng thời cũng mang đến cho tôi tiềm năng vô hạn bản thân chân khí chính là do tiềm năng của cơ thể con người sinh dưỡng mà thành như vậy từ giờ chân khí của tôi sẽ không cần lo lắng đến việc bị kiệt quệ nữa tôi chỉ mất thời gian một ngày một đêm liền khai mở ra một huyền quan mới huyền quan mới này còn có diện tích rộng minh mông bát ngát hơn cả cái cũ cờ chiêu hồn được cắm ở giữa trung tâm huyền quan vẫn mang bộ dạng hờ hững nặng trĩu như ngày nào kèm theo ngọn gió và vầng trăng trôi giạt lượn lờ trong tân thế giới này chỉ thoáng chốc trong huyền quan của tôi lại tràn ngập hơi thở của cơn gió phục hồi và ánh sáng rực rỡ của nguyệt ma chiếu xuống bất luận là phong ma hay nguyệt ma đều là những sự tồn tại xứng đáng được tôi kính trọng. Từ lời của Kiêm Hà tôi lại biết thêm một số chuyện xảy ra ở thời kỳ thái cổ, vào thời kỳ thái cổ, thần và ma là hai tồn tại đối lập nhau, phân biệt thành thái cổ ma giới và thái cổ thần giới. Nhân sinh giữa trời đất, vì vạn vật linh trưởng, bất luận là thần tộc hay ma tộc, hình dạng đầu tiên khi được sinh ra đều là hình người, sau đó căn cứ vào tu hành của từng người dần dần ngưng kết ra ma thể hoặc là thần thể. Giải thích câu nhân sinh giữa trời đất vì vạn vật linh trưởng nghĩa là nhân sinh giữa trời đất, vì vạn vật linh trưởng ý chỉ người so với vạn vật trên thế giới đều may mắn hơn, có thể trải qua nhiều lịch luyện. Hoặc có ý khác là trên thế gian này, con người chính là sinh vật có linh tính nhất. Hết giải thích, ma quán xuyến hỗn loạn và bóng tối, mà thần lại đại diện cho trật tự và quang minh. Trước khi thiên đạo vươn lên vị trí bậc nhất, vũ trụ chính là chiến trường tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối, trong mỗi một thế giới đều phát động chiến tranh. Những thứ gọi là ma chủ của Kiêm Hà ấy chính là ma thật sự, nhưng Phong Ma và Nguyệt Ma lại lệ thuộc vào Thái Cổ thần tộc, tuy nhiên bởi vì nguyên do từng tranh chấp với Thiên Đạo, mới phải gánh lấy danh xưng là ma. Đáng tiếc ký ức về khoảng thời gian đó của Kiêm Hà quá ít ỏi, không nhớ được tên của Phong Thần và Nguyệt Thần, hiểu biết về thần giới cũng không nhiều. Ngược lại có thể nói ra một chuỗi dài tên húy của Thái Cổ ma chủ, ví dụ Ảnh Ma, Thương Ma, Huyết Ma, Trùng Ma, Thao Ma, Thi Ma, vân vân. Giải thích, thao ma tức chỉ ma tham ăn, tham của, tham tài. Hết giải thích, chương 314, kiếm khí hóa long 2. Chủ nhân của thập vạn đại thần được gọi là huyễn ma, có năng lực huyễn hóa ra tượng thần của tất cả ma đầu, vì vậy mới biết cách dựa vào một quả tim ma liền có thể tạo ra một tòa vạn ma điện tráng lệ. Khai mở huyền quan xong, tôi bắt đầu tu luyện thất sát pháp quy. Lần tu luyện này không bắt buộc phải bắt đầu lại từ con số 0, mà trực tiếp từ những nền tảng vốn có thẳng tiến lên một cảm ngộ mộ mới. Bởi vì vấn đề tôi vướng phải chỉ là huyền quan bị vỡ vụn, bản thân đã đạt đến bước lấy kiếm nhập đạo thân xác thành thánh rồi, nên phần cảnh giới pháp quy đã nắm vững từ trước thì vẫn còn. Khiến tôi vô cùng kinh ngạc chính là, cũng bởi do ảnh hưởng từ tim ma đã giúp tôi thông thạo thất sát pháp quy thêm vài phần nữa. Trước đây tôi đã tu luyện đến bình cảnh nửa bước thiên tôn rồi, bây giờ trực tiếp đột phá bình cảnh khó nhân này, tấn thăng đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Sau khi tấn thăng lên nửa bước thiên tôn, sức mạnh của thất sát pháp quy mà tôi làm chủ được gia tăng rõ rệt tuyệt nhiên vấn đề chỉ dùng qua hai lần chiêu thức kết hợp sẽ ngay lập tức cạn kiệt sức lực sẽ không tiếp tục diễn ra nữa tiềm năng của pháp quy nhiều hay ít không chỉ có liên quan đến việc nắm vững pháp quy đến đâu đồng thời cũng có quan hệ mật thiết đến tính mạnh yếu của pháp quy pháp quy càng cường đại thì sức mạnh pháp quy được thăng cấp kèm theo đó cũng càng lúc càng nhiều mệnh cách thất sát là một trong những pháp quy hùng mạnh nhất nên sự gia tăng lực lượng của pháp quy cũng dễ dàng nhận thấy nhất thế nhưng Pháp quy càng mạnh sẽ càng khó kiểm soát. Thăng cấp đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, mới được tính là chính thức bước vào cửa ải trên con đường dài thật sự, từ nay về sau mỗi khi tiến bộ một bước đều gặp phải muôn vàn gian khổ. Giống như những gì tôi đã nói trước đây, trên thế giới này chưa từng thiếu thốn cảnh giới nửa bước thiên tôn, cái thiếu chính là thiên tôn đích thực. Tôi muốn dựa vào thất sát pháp quy để chứng thiên tôn thì đã khó lại càng thêm khó, phải sở hữu nghị lực kiên cường không bao giờ lùi bước mới có thể vững vàng tiến lên. Tu luyện xong thất sát pháp quy, tôi bắt đầu tu hành kiếm đạo. Lực lượng hùng mạnh của tim ma đã một lần nữa được nghiệm chứng từ trong kiếm đạo, tôi chẳng những không cần phải ngưng tụ sát ý vậy mà liền chỉ trước mắt đã sản sinh ra sát tâm. Sự thay đổi lớn nhất vẫn là uy lực bức xả của kiếm khí, hiện giờ tôi cuối cùng cũng thi triển được chiêu kiếm kinh phù vân. Điều này đã chứng minh luận về kiếm đạo, tôi đã đạt đến cảnh giới của tạ Lưu Vân tại thời điểm ở núi Trung Nam, chỉ là không biết hắn hiện giờ lại vượt qua cảnh giới nào rồi. Điều hối tiếc duy nhất chính là, không rõ vì sao tôi đã chẳng thể nào cảm mộ ra kiếm ý của võ đạo nữa trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới thông suốt vẫn là nguyên do liên quan đến tim ma kiếm ý do kiếm tâm sinh ra tôi của hiện tại đã không còn quả tim ban đầu tất nhiên sẽ không tiếp tục có kiếm ý sinh ra nữa còn về tim ma vì sao sở hữu năng lực xóa đi sự tồn tại của kiếm tâm chỉ có thể công nhận rằng tim ma mạnh hơn kiếm tâm không cần đến kiếm tâm đã vận dụng được uy lực của kiếm rồi phát huy nó đến mức tối ưu nhất mà ở điểm này tôi đã xác minh độ chính xác của điều đó từ sức mạnh của kiếm khí và tốc độ xuất kiếm cả rồi. Tất cả đều hoàn hảo trừ một việc, mất đi cảnh tuyết rơi dày đặc trong huyền quan, khiến lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng thiếu sót điều gì đó nên có chút thương cảm. Mà nhìn chung cả lịch sử xa sút của võ đạo, lẽ nào không phải là nỗi buồn bất tận hay sao? Võ đạo là kỹ năng sản sinh từ tranh đấu kịch liệt giữa các sinh vật đồng loại hoặc từ người gần gũi với sinh vật, mà bất luận cả tu đạo hay là hóa ma, đều đang hành sự nghịch thiên. Vì thế, Võ đạo vốn là cơn gió thoáng qua như mây khói, sản vật thuộc về riêng thời đại mạt Pháp mà thôi. Thật xót thương thay cho những vị kiếm sư, hào kiệt đã từng gây chấn động nhân gian. Cuối cùng, tôi bắt đầu biểu diễn uy lực chiêu thức liên hoàn của thất sát kiếm. Bởi vì sức mạnh của thất sát Pháp Quy đã cải thiện, nên mỗi một chiêu thức hay một thế võ của thất sát kiếm bây giờ đều mang sát ý dữ dội. Kiêm Hà vẫn luôn túc trực bên cạnh quan sát tôi luyện kiếm, sáu chiêu trước của thất sát kiếm thì cô ấy không hề lộ biểu cảm gì cả, nhưng ngay thời khắc tôi đánh ra chiêu kiếm thứ bảy xuất kiếm vô hối, cô ấy bất ngờ biến sắc. Không chỉ mỗi cô sướng sờ, chính bản thân tôi còn kinh ngạc hơn. Lĩnh vực kiếm khí của thất sát kiếm so với trước đây không những đã gia tăng diện tích, mà sức hủy diệt càng thêm khủng khiếp hơn, ngoài việc thời gian duy trì đã được nâng lên ra, không ngờ bên trong phạm vi ảnh hưởng còn sản sinh ra kiếm khí cuồng phong, triệu hồi ra một con phong bạo cự long. Lĩnh vực kiếm khí là giới hạn cố định chết, nhưng con cự long cuồng phong này lại là vật sống, có thể nhận lệnh chỉ huy theo tâm ý của tôi. Lĩnh vực kiếm khí chỉ duy trì được khoảng thời gian nửa nén hương, tuy nhiên bất ngờ thay con phong bạo cự long có hình dạng dài tầm 10 trượng kia lại kiên trì hết một nén hương mới vỡ vụn trở về hư không. Đây không phải vấn đề mấu chốt, điều quan trọng nhất là con phong bạo cự long này của tôi vậy mà còn mang uy áp của loài rồng, với lại thần niệm chiến lược còn mạnh hơn băng long ngạo hàn vài phần. Giả sử tu vi của ngạo hàn vẫn chưa thăng cấp thêm bước nào, thì nếu như tôi muốn giết chết hắn căn bản không cần bản thân phải động thủ. Hắn có thể tránh lĩnh vực kiếm khí của tôi công kích, nhưng nhất định không thể trốn thoát sự truy sát do phong bạo cự long của tôi bày bố ra. "Ôi, anh còn lợi hại hơn những gì tôi tưởng tượng nữa." Kiêm Hà vô cùng sùng bái mà ngước nhìn tôi rồi khen ngợi. "So với cô thì sao?" Tôi hỏi. "Ừm, um, để tôi nghĩ thử xem à." Nói rồi, Kiêm Hà nhắm mắt từ từ cảm ngộ, chỉ một lúc sau, cô ấy liền bắt đầu thi pháp niệm chú, sau đó chuyện khiến tôi chấn kinh đã xảy ra. Chương 315, Đầm Hoa Đảo 1 Huyễn ma có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng khi nhìn thấy dấu vân tay của Kiêm Hà biến đổi, sau đó triệu hồi một con rồng khổng lồ giống y hệt tôi, tôi đã vô cùng sửng sốt. Không chỉ ngoại hình của nó giống thôi mà đến thời gian duy trì cũng không lệch một ly. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ Kiêm Hà có vẻ rất cực nhọc, sau khi phong bạo cự long biến mất, trên sống mũi xinh đẹp của cô ấy đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Sao cô lại làm được? Tôi hỏi, đây là thiên phú huyết mạch của tộc Huyễn ma chúng tôi huyết mạch huyễn ma, đúng rồi, vậy nếu ta đưa cô ra ngoài có phải sẽ bị thiên đạo để mắt tới không? Tôi nghĩ tới vấn đề này, vội vàng hỏi, không đâu, đừng có quên tôi có đạo tâm đó. Ừ, bản thân huyết mạch không là gì, cái mà thiên đạo quan tâm chính là thái cổ thần ma. Huyễn ma đã bị tiêu diệt, đồng nghĩa rằng kiêm hà cũng giống với A Lê, nếu A Lê có thể bình an vô sự thì kiêm hà chắc cũng không sao. Chúng tôi ở trong huyền quan thêm mấy ngày, đợi đến lúc thực lực hoàn toàn hồi phục, tôi và Kiêm Hà sẽ trở về nhân gian. Pháp trận truyền tống ở đâu? Tôi hỏi, ở trong bức chân dung của ma đạo tổ sư. Kiêm Hà nói, ma đạo tổ sư giấu pháp trận truyền tống thông với nhân gian ở trong bức chân dung, và chỉ có người có mệnh cách thất sát mới có thể khởi động trận pháp này. Điều này làm tôi nhớ đến bức tranh làm bằng gia thú của bộ tộc Đông Di, chắc hẳn nó cũng có tác dụng tương tự. Như vậy kể cả khi bùa truyền tống của tiên đạo côn lôn hết hiệu lực, tôi cũng có thể dùng bức tranh để rời khỏi đó. Ngay lúc đó, tôi đã làm theo cách mà kiêm hà dạy đứng trước bức tranh và lẩm nhẩm lục đạo luân hồi tam giới mệnh do nhân danh ma đạo tổ sư khẩn cầu ra khỏi nơi này sắc sau khi đọc xong bức tranh ngay lập tức thay đổi cảnh tượng trong bức tranh bỗng tuôn ra ngoài đồng thời hút lấy tôi và kiêm hà vào trong tôi và kiêm hà trở thành người trong tranh đứng ngay sau lưng ma đạo tổ sư nhìn bóng lưng của người đàn ông cao lớn xuất sắc trước mặt thâm tâm tôi cảm khái vạn phần từ sau khi trở về từ chấn hồn quan Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ được gặp lại ngài ấy lần nữa. Tuy biết cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác nhìn tận mắt như vậy chân thực vô cùng. Ngài ấy đứng ở ngay đó, khoác trên mình chiếc đạo bào màu đen, tà áo bay phấp với dù không có gió. Tôi để ý tới thanh kiếm vô danh ở trên thắt lưng ngài, nó giống hệt vấn thiên kiếm trong tay tôi, chỉ khác là sát ý của nó mạnh hơn. Đây là người đã từng đứng trên đỉnh cao của nhân tộc, có lẽ đến nay cũng không có ai vượt qua được đạo của ngài ấy ngũ hành ta tùy ý du ngoạn, tứ hải chúng sinh đều có duyên. Chớ tưởng hùng quan vững như thép, trong cung vô danh đầy lời hay. Cũng chỉ có ngài ấy mới đủ tư cách nói câu này. Lần đầu nhìn thấy bóng lưng của ngài ở chấn hồn quan tôi cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, tôi mới hiểu rõ bốn chữ ma đạo tổ sư này có ý nghĩa như thế nào. Trong lòng tôi luôn lo sợ, rằng mình sẽ không xứng với sự ủy thác của ngài ấy, sợ rằng gánh không nổi sức nặng của cờ chiêu hồn, tuy rằng phật gia đã nói cái chết của ma đạo tổ sư có liên quan đến cô ấy nhưng từ bóng lưng uy nghiêm trước mặt tôi lại thấy được một hàm ý khác nữa một người như ma đạo tổ sư sao có thể vì tình riêng mà từ bỏ lý tưởng của chính mình từ bỏ tín ngưỡng của ma đạo chứ quỷ thần minh minh tự tư tự lượng chúng sinh bình đẳng ai cũng nên nhận được giáo dục sở dĩ ông ấy chấp nhận đi vào chỗ chết có lẽ vì sợ rằng mình sẽ liên lụy tới toàn bộ đệ tử của ma đạo Trời vì ngài ấy mà sinh ra sát cơ, nếu ngài không chết, e rằng sẽ khiến thiên tâm khó yên. Đệ tử đời sau tạ lan, bái kiến ma đạo tổ sư. Tôi quỳ xuống trước bóng lưng của ngài ấy và hành lễ. Bóng lưng không có chút động tĩnh nào, ngài ấy không nghe thấy đâu. Kiêm hà nói, tôi biết chứ, ma đạo tổ sư quả thực không nghe thấy. Sau khi một bước xuyên qua hư không ở chấn hồn quan, thần niệm còn ở lại nhân gian của ngài ấy đồng thời cũng trở thành tử vật. Một lúc sau, mà đạo tổ sư bắt đầu xài bước tiến về phía trước, tôi và Kiêm Hà cũng đi theo sau. Đi được một lúc, chúng tôi đến trước một vách đá dựng đứng, phía trước đã không còn đường. Mà đạo tổ sư rút thanh kiếm vô danh trong tay ra, một kiếm vừa vung ra liền khiến đất rung núi lở. Thứ bị vỡ vụn không chỉ có vách đá, mà còn cả vùng hư không. Sau khi vùng hư không vỡ vụn, mà đạo tổ sư tiến về phía trước và bóng lưng của ngài ấy cũng biến mất không một dấu vết. chương 316, Đầm Hoa Đảo 2 tôi và kiêm hà cũng tiến vào trong hư không vỡ vụn chúng tôi bị màn đêm vô tận bao phủ ngũ quan lục thức bắt đầu trở nên mơ hồ tóm tóm tiếng hai cơ thể rơi xuống nước vang lên tôi và kiêm hà đồng thời rơi vào trong một đầm nước mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi màn xương xám xịt trong không khí tràn ngập hương hoa kỳ dị nước trong đầm trong vắt nhưng lại có màu rất lạ đó là một màu hồng nhạt có vô số cánh hoa nhỏ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước hoa có năm cánh màu hồng nhạt nhìn giống như hoa đào hoa đào kích tình người xưa thường nói nhìn mặt có tướng đào hoa vừa nghĩ tới đây tôi liền thấy sắc mặt của kiêm hà có gì đó bất thường đạo bào của cô ấy đã bị nước làm ướt hết thân thể yểu điệu hiện lên rõ ràng cảnh xuân trước ngực lúc ẩn lúc hiện hoa đào dập dềnh sớm đã biến thành từng đợt sóng xuân ra khỏi đây nhanh lời còn chưa dứt thì tôi đã bị cô ấy ôm chặt cứng đây đã không phải là lần đầu nữa nhưng lần này tôi biết mình cũng không thể phản kháng được bởi vì chính tôi cũng đã bị trúng khí độc của hoa đào ở trong đầm nước. Rất nhiều việc trên đời đều cần có cơ duyên, không phải cứ muốn gì là được nấy. Đường dẫn đến ngoại giới nhiều như vậy, đâu ai biết chúng tôi lại trùng hợp rơi vào trong đầm hoa đào. Tôi mắc kẹt với cô ấy ở dưới nước hồi lâu, khó khăn lắm mới lên được bờ thì chúng tôi cũng đã không còn mảnh vải che thân. Tuy giữa tôi và cô ấy không hề tồn tại tình yêu nhưng lúc này tình dục đã làm chúng tôi mụ mị đầu óc, cuối cùng tôi đã không thể kiểm soát bản thân được nữa chú xính tình dĩ thư ái giả thác mộng dĩ giao quân điểm khác biệt lớn nhất giữa ma và người nằm ở khả năng giải quyết ham muốn con người có thể khống chế dục vọng của mình vì bị luân lý đạo đức ràng buộc trong khi ma quỷ lại thích giải phóng hoàn toàn dục vọng thậm chí là khuếch đại chúng lên khi các tà phái truyền đạo bà la môn đã dùng phương pháp này để khơi dậy dục vọng của con người chúng chọn những thiếu nữ xinh đẹp và giao họ cho yêu nhân tà đạo để chúng huấn luyện sau đó chúng lại tiếp tục cho những cô gái ấy đi truyền đạo cướp đoạt tiền bạc của tín đồ và kiểm soát thân tâm của họ. Mặc dù bản thân có đạo tâm, nhưng đạo tâm này đã bị chướng khí của hoa đào làm cho mơ hồ. Nếu còn có nguyên thần thì không sao, chứ thần thức này quả nhiên không địch nổi với xuân tình của đào hoa chướng. Một đám mây trên vu sơn, vang vọng u cốc, hành vân vô xứ sở, tiêu sử tại lâu trung, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, cảm giác như bị điện giật cứ đến rồi đi như thủy triều, triển miên không biết mệt mỏi. Đêm xuân ngắn ngủi, chuyện nam nữ vốn là lạc thú của nhân gian, không biết đã qua bao lâu tôi đã tỉnh lại sau cơn mê còn kiêm hà vẫn chưa tỉnh táo hẳn lúc này sau lưng và trước ngực tôi toàn là vết cào và cắn nếu không phải thân thể đã hóa thánh nam tử bình thường sao có thể là đối thủ của thánh nữ ma tộc đạo tổ quả nhiên không lừa ta kiêm hà liếm môi vẻ mặt hài lòng nói là sao à có lần mơ thấy ông ấy tôi đã xin ông ấy có một người chồng như ý sau đó thì sau đó ông ấy cười nói với tôi rằng nếu người đó đến thì đó là người xứng đáng để giao phó cả đời, đệ tử của ma đạo ta đều là người có tình có nghĩa cả đấy. Tôi lập tức á khẩu, hình như tôi bị ma đạo tổ sư lừa rồi thì phải. Huyết mạch của huyễn ma vô cùng lợi hại, ma đạo tổ sư sợ rằng sau khi ra ngoài kiêm hà sẽ gặp phải tai họa do lục dục, bèn sắp xếp ổn thỏa lối ra, lưu lại đầm hoa đào này. Chuyện này cũng không thể trách đạo tổ, ngài ấy cùng lắm đoán được tôi sẽ tới đây, nào biết tôi sẽ kết hôn với Thủy hỏa Chỉ có thể trách tạo hóa trêu người, lần này dù tôi có muốn quyệt nợ cũng không được nữa kiêm hà chúng ta đi thôi tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy anh không tức giận sao có gì mà tức giận chứ cô xinh đẹp như vậy ai mà không thích chứ vậy vợ anh cũng không tức giận chứ cô ấy không hỏi còn đỡ vừa hỏi liền khiến tôi đau cả đầu tôi cũng chẳng biết phải giải thích chuyện này như thế nào chẳng lẽ lại đổ hết tội lên đạo tổ à ngài ấy có thể dự đoán tôi sẽ đến đây chứ có dự đoán được tôi sẽ kết hôn với thủy họa đâu từ xưa đến nay, người thông minh luôn bị tổn thương, kẻ si tình át không thọ, đạo tổ sống một cuộc đời khổ bần, nhất định trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Đi được nửa dặm, tôi chợt nhớ ra một chuyện, tôi là thân người, vốn không có sức đề kháng với khí độc của hoa đào, nhưng kiêm hà là thân ma, sao cô ấy lại trúng độc được chứ? Đối với huyễn ma, trướng khí hoa đào chẳng là cái gì. Hờ, xem ra tôi không chỉ bị mỗi ma đạo tổ sư lừa mà còn bị kiêm hà dắt mũi nữa. Trước giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy người con trai khác, lại thêm từ nhỏ đã sùng bái ma đạo tổ sư, còn tôi lại có cùng mệnh cách với ma đạo tổ sư, cô ấy không rung động với tôi mới là lạ. Bảo sao vừa mới gặp cô ấy đã không hề có chút xấu hổ nào với tôi, có lẽ từ lúc đó cô ấy đã xem tôi như người trong mộng rồi. Chương 317, cận hương tình khiếp một. Kiêm Hà có thể nhận biết được nguồn gốc của ma ý, tuy rằng trong thập vạn đại sơn vô cùng nguy hiểm nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa gặp phải sinh vật nào thực sự ghê gớm còn yêu thú bình thường vốn chẳng phải đối thủ của hai chúng tôi. Dù vậy đường đi rất gian nan, lại không thể ngự kiếm, chúng tôi phải mất tới 10 ngày mới có thể ra khỏi thập vạn Đại Sơn. Chúng tôi đi ra từ phía Tây, vùng biên giới vẫn ở trạng thái phong tỏa, so với lần trước, cảnh giới tuyến đã lùi về sau vài trăm dặm. Lần trở về nhân gian này, cảm nhận đầu tiên của tôi là cảnh còn người mất. Kim Hà, tôi đã ở trong huyền quan của ma chủ bao lâu rồi? Tôi hỏi, trong chấn hồn quan không có mặt trăng mặt trời, tính sơ sơ chắc cũng phải 3 năm đấy. Kiêm Hà nghĩ một lúc rồi nói, 3 năm, tôi cứ tưởng cùng lắm là 3 tháng, không ngờ đã 3 năm trôi qua rồi. Lúc nhảy xuống vực sâu huyết luyện, tình cảnh thảm thê của đạo môn lúc đó tôi vẫn còn nhớ như in. 3 năm đã trôi qua rồi, không biết đạo môn hiện giờ ra sao. Điều quan trọng bây giờ là trong mắt đệ tử ma đạo, tôi là một người đã chết. Không còn ma đạo tổ sư, đệ tử ma đạo biết phải làm sao đây. Còn cả thùy họa nữa, Lúc tôi nhảy xuống vực sâu huyết luyện cũng là lúc Thùy Họa đang bị thương nặng, cô ấy chỉ có thể dương mắt nhìn bi kịch xảy ra. Tôi không dám tưởng tượng cô ấy sẽ đau lòng chừng nào, Phá Quân đã vác đao xuống âm ti vì cái chết của Ma đạo tổ sư, mà Thùy Họa lại là người có ký ức của Phá Quân. Cô ấy từng nói với tôi rằng, nếu muốn chết nhất định sẽ chết trước mặt tôi. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn lập tức ngự kiếm bay về phía Hàn Hoang tìm cô ấy, nhưng vừa nhìn sang Kiêm Hà với vẻ mặt bình thản cùng dáng vẻ thướt tha quyến rũ ở bên cạnh, tôi lại trở nên do dự tôi chắc chắn không thể dứt ra khỏi kiêm hà lần này dù đánh tôi cũng chạy không thoát chủ yếu là tôi sợ rằng cô ấy sẽ đau lòng anh đang nghĩ gì vậy không phải chúng ta sẽ quay về hàn hoang sao nhìn vẻ mặt khó đoán của tôi kiêm hà tò mò hỏi khụ khụ đã ba năm không về nhà trước tiên về thăm cha mẹ tôi đã tôi nói cha mẹ tuổi đã lớn lần này trước mắt đã qua ba năm thân là con trai trong nhà tôi đúng là nên về thăm họ trước cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn, đây chính là tiếc nuối lớn nhất đời người. Tình cảm đúng là quan trọng, nhưng người nhà còn đáng quý hơn. Được thôi, tất cả đều do tôi hèn nhát không dám đối mặt với thủy họa, nên mới tìm ra cái cớ hoàn hảo như vậy cho bản thân. Ừ, được thôi, đứa con dâu xấu xí này cũng muốn được gặp mặt cha mẹ chồng lắm. Vừa nghe tôi về nhà thăm cha mẹ, Kiêm Hà liền vô cùng háo hức. Sau đó chúng tôi một người ngự kiếm bay đi, một người ngự phong lộng ảnh cố tránh khỏi những nơi đông người bay về phía quê hương. Đại nạn của nhân gian vẫn đang tiếp diễn, nhưng nó đã không thể nào làm lung lay căn cơ của nhân tộc nữa. Bởi vì chính tay tôi đã hủy đi huyền quan, tận tay tiêu diệt mầm họa lớn nhất là Bách Lý Xuân Thu, những yêu ma tà phái còn sót lại tuy rằng nhiều, nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của đạo môn. Trung Nguyên vẫn yên ổn, chỉ có biên giới bốn phía thỉnh thoảng truyền tới tai họa ma biến. Thập vạn Đại Sơn chỉ là nguồn gốc của thảm họa, không phải là nơi duy nhất xảy ra thảm họa, ở Tân Cương, Tây Vực, thậm chí một số đảo ở vùng quan ngoại đều xuất hiện đại nạn. Trên đường từ Nam Cương đến Hàn Hoang nằm ở trung tâm Trung Nguyên sẽ bắt gặp rất nhiều đạo quán. Tin tức thời đại mạt Pháp sắp kết thúc sớm đã xôn xao từ 3 năm trước, trong các đạo quán hương khói nghi ngút, người hành hương liên tục không dứt. Cái gọi là thịnh thế luật pháp loạn thế hương, nếu lúc này còn giảng giải khoa học tự nhiên, e rằng khó có thể xoa dịu lòng dân, chỉ có cầu thần bái Phật mới có thể an ủi tinh thần của họ, những đạo quán mà tôi thấy vừa có nhân đạo vừa có tiên đạo nhưng lại không có đạo quán nào thờ ma đạo khi đi đến dưới núi trung nam tôi không nhịn được mà tìm người nghe ngóng phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo hữu xin hãy dừng bước tôi gọi một đạo sĩ trẻ tuổi khoác trên mình chiếc đạo bào mới tinh phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo hữu có chuyện gì vậy đạo sĩ trẻ tuổi dừng bước chào hỏi tôi nhưng ánh mắt lại lướt một lượt qua người kiêm hà tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới ma đạo không biết ma đạo hiện giờ đã nhập thế chưa? Tôi hỏi, không thể nào, ma đạo vĩnh viễn không thể nào nhập thế nữa. Kể từ khi ma đạo tổ sư tạ lan rơi xuống núi không minh vào 3 năm trước, nhân gian cũng không có tin tức nào về ma đạo nữa. Chàng đạo sĩ trẻ nói, ma đạo không phải vẫn còn có tham lang và phá quân sao? mười 318, Cận Hương Tình Khiếp 2 Tham lang rụt cổ trong hàn hoang không ra ngoài, còn phá quân thì hoàn tục trở về nhà họ tạ giúp tạ lan báo hiếu, Nghĩ lại cũng thật đáng thương, Đường Đường là tướng quân sát phạt chinh chiến của Ma đạo, vậy mà. Lời nói của đạo sĩ này không hề có ý kính trọng, lòng tôi không vui nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tuy vậy, thông qua lời hắn nói tôi vẫn biết được hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, Thùy Hỏa vẫn bình an vô sự, thứ hai, bây giờ Thùy Hỏa đang ở với cha mẹ tôi. Vậy thì hơi khó xử rồi, trước mắt đã là cửa nhà, tôi cũng không thể đi qua mà không vào nhà được. Thôi bỏ đi, muốn trốn chưa chắc đã trốn được đối mặt chưa chắc là đau khổ nhất sau khi đến thị trấn quê hương tôi không vội vào thành phố mà ở ngoài đến khi trời tối mới đi về nhà đứng trước cửa nhà mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên kiêm hà còn căng thẳng hơn tôi năm ngón tay của cô ấy bấu chặt vào tay tôi tôi không muốn thủy họa xem chúng tôi như hai kẻ có gian tình nhưng cũng không có lý do gì để hất tay cô ấy ra may rằng cô ấy kịp thời nhận ra chủ động rút tay ra lát nữa nếu tình hình có gì không ổn cô cứ nghĩ cách chạy trước đi nhé Tôi nói, với thực lực hiện tại của tôi cũng chưa chắc địch lại được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao của Thủy Hỏa. Mà thực lực của Kiêm Hà còn yếu hơn tôi mấy phần. Được, Kiêm Hà nhẹ giọng đáp, tôi giơ tay gõ cửa, người mở cửa là cháu trai tôi Tạ Ngọc, ba năm không gặp, nó đã cao hơn trước rất nhiều. Tạ Uẩn đứng ngay sau lưng nó, cả hai đứa cứ như hình với bóng. Vừa thấy tôi Tạ Uẩn đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ, sau đó định quỳ xuống nhưng tôi ra hiệu không cần. Tôi hơi thắc mắc, nếu như thùy hóa đang ở nhà tôi vậy thì với thần niệm mạnh mẽ của cô ấy đáng lẽ sớm đã phát hiện sự tồn tại của tôi rồi vì sao không thấy cô ấy xuất hiện chứ tạ ngọc có chút e sợ với tôi nhưng dù sao nó vẫn nhớ tôi là chú nó sau khi mở cửa bèn lon ton chạy đi gọi bà ngoại khi mẹ vừa nhìn thấy tôi nước mắt liền trào ra bà sững sờ đi tới trước mặt tôi giơ tay ra muốn sờ vào mặt tôi nhưng lại dừng giữa chừng mẹ tôi hét lên lan nhi là con sao thực sự là con ư có phải mẹ đang nằm mơ không tôi vội vàng nắm lấy tay bà cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay tôi bà liền bật khóc thành tiếng mẹ tôi khóc thì không sao nhưng cha tôi cũng đã đứng đó từ sớm phản ứng của ông ấy cũng giống hệt mẹ nhìn ra sau lưng họ tôi thấy ở trên bàn thờ ở giữa nhà dựng lên một tấm bài vị trên đó viết linh hồn của con trai tôi tạ lan sau này tôi mới biết không lâu sau khi tôi nhảy xuống vực sâu huyết luyệt người nhà đã biết tin tôi chết và anh trai là người đầu tiên nghe ngóng được Ba năm trước đạo môn sớm đã đồng loạt nhập thế, không còn cách biệt với thế gian như trước nữa. Ma đạo tổ sư vốn là nhân vật có tiếng trong đạo môn, trong cuộc chiến ở núi không minh lại tự hủy đi huyền quan của mình để đồng quy vô tận với cổ ma Bách Lý Xuân Thu, điều này lại khiến danh tiếng càng thêm vang danh thiên hạ. Sau khi trận chiến ở núi không minh kết thúc, Tạ Lưu Vân đã yêu cầu tất cả các đạo quán thờ phụng bài vị của tôi, và tiên đạo Mộ Dung Nguyên Duệ cũng làm như vậy sau khi thay giao chỉ cung chủ tiếp quản tiên đạo, Danh tiếng của ma đạo tổ sư tạ Lan ai ai cũng biết, chỉ cần người từng vào đạo quán dân hương đều sẽ biết. Anh trai tôi sau khi biết chuyện liền quay về hỏi tạ ẩn, lần trước lúc tôi về nhà đã chỉ cách để anh ấy và tạ ẩn gặp nhau, từ miệng tạ ẩn anh ấy đã xác nhận được người mà thiên hạ gọi là ma đạo tổ sư lại chính là em trai ruột của mình. Nghe tin tôi qua đời, cha mẹ đã rất bàng hoàng và thống khổ. Nếu không nhờ Thùy Họa từ Hàn Hoang quay về an ủi họ, không biết bao giờ họ mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau mất con. Đời người có ba bi kịch lớn, con nhỏ mất cha, trung niên mất đi bạn đời và tuổi già mất con. Trong đó bi kịch đau đớn nhất là cha mẹ mất con, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Sau khi trấn an cha mẹ, tôi liền hỏi họ xem Thùy Họa đang ở đâu. "Con bé bây giờ đang ở đàn tế cổ Hoàng Hà, thôn Hạ Bá." Mẹ tôi nói, vừa nghe đến nơi này, trong đầu tôi liền hiện lên những cảnh tượng xưa, lập tức chuẩn bị đi tìm cô ấy. Vừa quay người thì phát hiện Kiêm Hà vẫn bối rối đứng đó. Mới quên rằng mình vẫn chưa giới thiệu cô ấy với cha mẹ. "Lan Nhi, cô gái này là ai vậy?" Mẹ tôi mở lời hỏi. "Cháu tên là Kiêm Hà." Kiêm Hà đáp lời nào, ngồi xuống đây nói chuyện đi cháu. Dáng vẻ lúng túng của cô ấy không giống như đang diễn, sự hào sảng thoải mái khi ở cùng với tôi đã biến mất không dấu vết, sau khi ngồi xuống cứ liên tục nhìn về phía tôi phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng lúc này tôi một lòng một dạ đều hướng về thủy họa, nào có tâm tư mà để ý đến cô ấy. Đây là lý do trước giờ tôi đều không phải kẻ đa tình, tình cảm dành cho một mình Thùy Họa là đủ, không còn tâm tư để quan tâm đến người khác nữa. Ánh mắt của mẹ nhìn tôi rõ ràng hiện lên ý trách móc, bởi vì bà là người công nhận Thùy Họa nhất. Kiêm Hà tuy có huyết mạch của huyễn ma, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy bước chân vào nhân gian, vẫn chưa hiểu thế nào là đối nhân xử thế, cho nên vẻ mặt của cô ấy sớm đã làm lộ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói với mẹ rằng mình sẽ đi tới thôn hạ bá, sau đó ra khỏi cổng liền ngự kiếm bay thẳng về hướng thôn Hạ Bá. Chương 319, vấn đề thể diệt một. Khi tôi đến thôn Hạ Bá, trời đột nhiên đổ mưa phùn, hôm nay vừa đúng tiết Thanh Minh, lũ mùa xuân chưa qua, nước sông Hoàng Hà tràn ra hai bên bờ, tạo thành một vùng nước mênh mông. Trên tế đàn cổ xưa mù mờ mịt, nhưng không phải là không một bóng người, có một nam một nữ đang đứng trước tượng thần của Hoàng Hà nương nương. Bọn họ không che ô, cứ để mưa rơi ướt nhẹp cả người. Điều này làm tôi hơi tò mò, nên đã cố tình nín thở để xem họ nói gì. Trường khoa khoa thần bí Cục An ninh Quốc gia Hoàng Hiểu Huy, khẩn cầu Hoàng Hà Nương Nương đặt sinh kế của con dân quan ngoại lên đầu, xin hãy cho tôi gặp mặt. Người đàn ông hướng về phía Hoàng Hà lớn tiếng nói, khoa thần bí Cục An ninh Quốc gia, tôi từng nghe nói quốc gia cũng có những tổ chức thần bí, nhưng không ngờ có ngày lại gặp được họ ở đây. Khi đại nạn chưa xảy ra, khoa thần bí Cục An ninh Quốc gia cũng im hơi lặng tiếng, nhưng sau khi đại nạn xảy ra, bọn họ mới bắt đầu lộ diện. Không có người đáp lại lời của Hoàng Hiểu Huy, nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, cách một lúc lại lặp lại câu nói đó. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái đứng bên cạnh khuyên, khoa trưởng, chúng ta về thôi. Người của đạo môn cũng đã nói rồi, mà đạo sẽ không xuất thế nữa đâu. Hay, từ xưa đến nay tuệ cập tất thương, tình thâm bất thọ, không ngờ tướng quân phá quân, một người anh dũng vô song như vậy mà cuối cùng vẫn bị tư tình ngáng chân. Hoàng Hiểu Huy thở dài nói nếu phá quân vô tình năm đó đã không vác đao xuống âm ti rồi đi thôi chúng ta đến long hồ sơn một chuyến nghĩ cách thuyết phục tạ lưu vân vậy hắn không phải người vô tình dã tiên ở quan ngoại làm loạn đã lâu hơn nữa ngày càng khốc liệt chắc hẳn hắn sẽ không mặc kệ đâu giải thích câu tuệ cập tất thương tình thâm bất thọ nghĩa là người thông minh quá ắt sẽ tổn thương tình quá sâu đậm thường chẳng dài lâu hết giải thích tiểu lâm thế lực của dã tiên lớn mạnh khó động vào tạ lưu vân lại kiêng rè người của tiên đạo sợ rằng hắn sẽ khó hạ quyết tâm vậy vẫn còn hơn là chỉ kiên trì với mỗi cách này chúng ta đã tới đây ba ngày rồi vậy mà sông hoàng hà vẫn không có động tĩnh gì hoặc là cô ấy vốn dĩ không hề ở đây cô gái tên là tiểu lâm đáp để tôi thử lại lần nữa vậy nói xong hoàng hiểu huy hướng về phía hoàng hà quỳ xuống giọng kiên quyết nói hoàng hiểu huy tôi không quỳ trước trời trước đất chỉ quỳ vì dân sinh trong thiên hạ cầu xin hoàng hà nương nương hãy vì dân sinh của quan ngoại mà diệt trừ yêu ma bình định thiên hạ nước sông vẫn cuồn cuộn như vậy, không hề có âm thanh đáp trả. Tiểu Lâm bước lên trước định dìu ông ấy đứng lên, nhưng ông ấy vẫn không động đậy, thay vào đó, ông ấy nghiến chặt răng nói lên câu sấm ngữ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Cầu xin, lời còn chưa dứt, một làn sóng độc từ sông Hoàng Hà phun thẳng vào người ông ta, chặn đứng những lời còn lại trong cổ họng. Chứ anh ấy, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào nói ra tám chữ này. Đã qua ba năm, tôi lại được nghe thấy tiếng của Thùy Hỏa, Hoàng Hiểu Huy bất ngờ bị sóng đánh cho loạn choạng không vững, nhưng ông ta lại không hề tức giận, mà ngược lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ, hét lớn, nhân dân quan ngoại đang vô cùng khổ sở, yêu tộc giá tiên ức hiếp sỉ nhục nhân tộc chúng ta, bọn mặt người giả thú vô cùng phách lối phô trương. Cầu xin Hoàng Hà Nương Nương hãy vì dân sinh của quan ngoại mà diệt trừ yêu ma, bình định thiên hạ. Ha ha, dân chúng chỉ thờ phụng mỗi tiên đạo và nhân đạo, sao ngươi không đi tìm bọn họ giúp đỡ mà lại đến tìm ta? Thùy Hòa cười nhạt nói. Ma đạo không nhập thế cứu người, sao có thể thu phục lòng dân chứ?" Hoàng Hiểu Huy bình tĩnh nói. "Ma đạo của ta không nhập thế cứu người ư?" Ha ha ha, Thùy Họa điên cuồng cười lớn, cô ấy lộ ra thần niệm, nước sông Hoàng Hà cũng theo đó mà cuộn lên dữ dội. Đột nhiên một nữ tử tóc trắng, mang một bộ giáp nặng từ từ trồi lên và đứng ở trên mặt nước. "Tóc trắng vì người mới có, người nên trân trọng nó mới đúng." Lời nói đó còn vang vẳng bên tai. Nếu không nhờ ma đạo tổ sư hy sinh thân mình tiêu diệt ma cổ Bách Lý Xuân Thu ở núi không minh, nhân gian liệu có thể yên ổn như trước không? Người dâng hương cho đạo quán nhiều vô kể, nhưng có ai nguyện dâng hương cho anh ấy không? Người trong thiên hạ liệu có mấy ai thờ phụng ma đạo chúng ta? Loài người vừa ích kỷ lại hợm hĩnh lúc gặp tai họa liền tìm người giúp. Nhân đạo và tiên đạo như mặt trời ban trưa, ma đạo ta ở tận hàn hoang nào có dễ thu phục được lòng dân như bọn họ. Đối mặt với chất vấn của Thùy Họa, Hoàng Hiểu Huy không nói nên lời. Các người đi đi, trên đời này không còn ma đạo tổ sư, cũng sẽ không còn ma đạo nữa." Thùy Họa nói, "Chương 320, vấn đề thể diệt hai. Lẽ nào Hoàng Hà nương nương nhẫn tâm nhìn yêu khí bao phủ quan ngoại, con người phải làm nô lệ cho yêu thú sao? Thế giới không có anh ấy, ta đến nhìn cũng chẳng thèm." Thùy Họa nói xong liền quay về và chuẩn bị chìm xuống dưới. Thấy vậy, tôi không kìm nổi nữa mà bước nhanh về phía tế đàn cổ vừa đi vừa nói vậy nếu thế giới này còn có anh thì sao nghe thấy tiếng của tôi cơ thể thùy hỏa khẽ run lên từ từ quay người lại doanh doanh nhất thủy gian mạch mạch bất đắc ngữ đây là câu thuộc bài thơ điều điều khiên nghiêu tinh dịch nghĩa cách nhau một dòng nước nông cạn nhìn nhau đăm đăm không nói nên lời nghĩ đến việc vẫn còn hai người ngoài ở đây tôi liền đạp lên mặt nước đi đến trước mặt cô ấy sau đó nắm tay cô ấy đi lên tế đàn cổ ngài chính là ma đạo tổ sư ư tiểu lâm kinh ngạc hỏi quỷ thần minh minh tự tư tự lượng hoàng hiểu huy và tiểu lâm nhìn nhau tôi thấy được ngọn lửa hy vọng bùng lên trong ánh mắt bọn họ hai người họ muốn bái lại tôi nhưng tôi vội ngăn họ lại tuy rằng thân là đạo tổ nhưng tôi vẫn không muốn nhận đại lễ từ những người như họ bởi vì bọn họ là người của quốc gia là người bảo vệ vận mệnh của loài người giống như vạn lý trường thành vậy các ngươi cứ quay về trước đi vụ phản loạn của dã tiên ở quan ngoại mà đạo ta sẽ xử lý tôi nói tôi thay mặt cho dân chúng quan ngoại xin cảm tạ đạo tổ không cần cảm ơn tôi tạ lan cũng là con người cống hiến cho nhân tộc là điều nên làm sau khi bọn họ rời đi tôi và thùy họa ôm chặt lấy nhau cô ấy dùng sức ghì chặt lấy tôi và tôi cũng vậy chúng tôi hận không thể vùi mình vào cơ thể đối phương một lúc lâu sau chúng tôi ngồi tựa vào nhau giống như những đêm muộn nhiều năm về trước cô ấy nói còn tôi thì lắng nghe sau khi tôi chết đệ tử của ma đạo ở núi không minh đều vô cùng đau thương Lúc đầu Thùy Hỏa vẫn không tin rằng tôi sẽ chết, nhưng lúc nhìn thấy Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đi về phía mình, cô ấy mới nhận ra tôi có thể sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Cô ấy không thể chấp nhận được cái kết như vậy, vết thương vừa hồi phục được một chút liền quay trở lại hàn hoang. Trên đỉnh Thanh Khâu, cô ấy gặp được Khương Tuyết Dương và cả Phong Thần. Gió bay khắp tam giới, nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh, và Phong Thần cũng chứng thực rằng tôi đã rơi xuống vực sâu huyết luyện. Thùy Họa nói đến đây thì không nói tiếp nữa, tôi biết rằng Ba năm nay đối với cô ấy mà nói là nỗi dày vò khó mà chịu đựng nổi, và chính tôi cũng hiểu được điều này. Hiện tại ma đạo còn bao nhiêu người? Tôi hỏi cô ấy, ít hơn trước rất nhiều, những người ra đi đều là được khuyên rời đi. Sau khi anh chết, Tuyết Dương liền bế quan không ra, liễu hạt sầu say khướt cả ngày, cho nên em mới tự quyết định để cho những người có gia đình quay trở về nhân gian. Ừ, em quyết định đúng lắm, em không phải là phá quân, em là Lâm Thùy Hỏa, là cô gái vị oan mà chết ở Lâm gia trại 400 năm trước anh biết, anh cũng không phải là ma đạo tổ sư như lúc trước. Tôi nói, vậy nên số mệnh chúng ta cũng sẽ không bi thảm như bọn họ đúng không? Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tử sinh khắc khoát, dư tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dư tử giai lão. Đây là một câu chuyện kể về hai tướng quân trong cuộc chiến xưa. Tạm dịch là, dù sinh ly tử biệt, ta đã cùng nhau nguyện thề. Nguyện nắm tay người tới lúc bạc đầu, chúng tôi nán lại trên tế đàn cổ một lúc, đến khi nhớ ra vẫn còn người nhà đang đợi mình tôi mới kéo tay cô ấy quay về nhà cảm ơn em đã chăm sóc người nhà anh tôi cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng tạ lan anh quên chúng mình đã kết hôn rồi à họ cũng là người nhà của em mà thùy họa nhẹ nhàng đáp trước đây tôi cũng từng nói với cô ấy câu này không ngờ hôm nay người nói câu này lại là cô ấy phá quân trong mắt người đời là người nghiêm túc lạnh lùng ăn nói thận trọng nhưng thùy họa không giống vậy cô ấy vừa có sự nghiêm nghị của phá quân nhưng cũng mang nét nhẹ nhàng, uyển chuyển của riêng mình. Lúc sắp đến cửa nhà tôi mới chợt nhớ ra, trong nhà còn có sự hiện diện của thánh nữ yêu tộc Kiêm Hà. Việc này không phải do tôi sơ suất, mà do tôi cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc của Thùy Họa không thoát ra được. Sao lại không đi tiếp nữa? Thùy Họa hỏi tôi, Thùy Họa, anh có chuyện muốn nói với em, chuyện này có liên quan tới việc anh sống lại. Lúc trước Thùy Họa vẫn chưa hỏi về việc tôi sống lại, bởi vì tin tức tôi chết đã được phong thần xác nhận, có thể sống lại chắc chắn là do tìm thấy cơ duyên nào đó không nằm trong sự chi phối của thiên đạo. Chỉ cần tôi không nói, thì cả đời này cô ấy cũng sẽ không hỏi. Lúc đó tôi bèn kể hết tất cả mọi chuyện với cô ấy, từ việc tôi bước vào huyền quan của Huyễn Ma chi chủ như thế nào, làm sao để có được ma tâm, vì sao lại quen biết Kiêm Hà, và kể cả những chuyện xảy ra ở Đầm Hoa Đào. Thoạt đầu cô ấy vẫn vừa hỏi vừa đáp với tôi, nghe nói tôi mất đi trái tim khi ở đỉnh cổ Phong liền đau lòng không thôi. Tuy nhiên khi tôi vừa thốt ra cái tên Kiêm Hà, cô ấy liền cao mày, tôi chỉ có thể nói trực giác của con gái quả thật rất đáng sợ. Lúc tôi kể với cô ấy chuyện xảy ra ở đầm hoa đào, tôi nhận ra rằng không khí xung quanh có gì đó thay đổi, sát khí bắt đầu tụ lại. Đến lúc tôi kể cho cô ấy về chuyện hoang đường đã xảy ra giữa tôi và Kiêm Hà, sát khí xung quanh đã nồng đượm đến cực điểm. Rồi sao nữa, Thùy Họa lạnh lùng chừng mắt nhìn tôi, đợi em phán xử, lỗi của em là không thể làm tròn trách nhiệm giúp chồng dạy con, Việc của quá khứ em có thể không truy cứu, chuyện em muốn hỏi là sau này anh định làm như thế nào? Em muốn anh giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi hỏi, phá quân của Ma đạo kiêu ngạo cỡ nào, trong mắt người đời, đó là người mà đến đạo tổ cũng không dám sỉ nhục. Trước khi anh cầu xin cho cô ta, cũng nên xem xét vấn đề thể diện của em trước. Chương 321, đạo tổ trở về một. Thể diện là một vấn đề lớn, ngay khi tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời cô ấy như thế nào thì Kiêm Hà đi đến. Xin chào, tôi tên Kiêm Hà. Kiêm Hà hào phóng bước đến chào hỏi cùng Thùy Họa. Thùy Họa lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái, rồi cất bước đi về phía cửa nhà. Về đến nhà, anh trai và chị dâu cũng đã đến, gia đình cùng nhau đoàn tụ hiển nhiên là đang đợi chúng tôi rồi. nuối tiếc lớn nhất của cả đời ta chính là không sinh một cô con gái, may thay lần này Lan Nhi ở ngoài nhận về một đứa em gái, hoàn thành tâm nguyện này của ta. Mẹ tôi nói, "Ừm, um, em gái Kiêm Hà, sau này chúng ta là một gia đình rồi." Chị dâu tôi nói, tôi có chút ngơ ngác, không biết trong khoảng thời gian tôi rời đi Kiêm Hà đã dùng chiêu trò gì mà khiến gia đình tôi vui vẻ như vậy, vậy nên tôi kéo anh trai ra ngoài và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Em trai à, rốt cuộc thì quan hệ của em và Kiêm Hà là như thế nào vậy? Ra đến bên ngoài, anh trai tôi nghiêm túc hỏi tôi. Cô ấy nói thế nào? Tôi hỏi cô ấy nói là em gái mà em nhận, anh lại không cảm thấy vậy, nhưng mà anh cảnh cáo em trước rằng, ba mẹ chỉ nhận mỗi thùy họa làm con dâu thôi đấy, em đừng có mà dở trò, nếu không đến anh em chúng ta cũng không thể làm được đâu. Nói chuyện xong với anh trai, khi quay trở về phòng thì tình cờ thấy Kiêm Hà đang nâng ly kính rượu cho Thủy Hỏa. Rất có thành ý, hai tay nâng ly, vẻ mặt cung kính. Chị dâu, tôi kính chị một ly. Một động tác nâng ly này của Kiêm Hà, cả nhà đều quay qua nhìn Thùy Hỏa. Mặc dù khí thế của Thủy Hỏa rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt ba mẹ tôi thì chẳng để lộ gì cả, luôn duy trì hình tượng con dâu tốt. Mắt thấy cả nhà đều nhìn cả vào mình, Thùy Họa không chút do dự vươn tay đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Xong bữa cơm, tôi liền chào tạm biệt ba mẹ. Người dân ở quan ngoại đã khổ sở, chậm trễ thêm một ngày thì bọn họ sẽ chịu khổ thêm một phần. Ba mẹ rất không nỡ mà giữ chúng tôi lại, nhưng anh trai đã thuyết phục bọn họ, anh tôi hiểu danh hiệu Ma đạo tổ sư có ý nghĩa như thế nào. Ra khỏi cửa nhà, Thùy Họa dẫn đầu khởi thân ngự không bay về Hàn Hoang, tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã không thấy người nữa. Hàn Hoang xa xôi vô cùng tôi và Kiêm hàng ngày đêm không ngừng, ước chừng dùng mất một ngày một đêm mới đến nơi. Nhìn về thành thanh khâu ở phía trước, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Chiến đấu với giã tiên không phải là chuyện nhỏ, Thùy Họa bảo ngạo hàn lại được nữ oa chiếu cố truyền lại cho yêu thân quyết cùng với chiến giáp hoàng tuyển yêu nhiếp, thực lực tăng mạnh, thực lực và tu vi của chúng giã tiên cũng đã có những bước đột phá hơn trong 3 năm qua. Nếu tôi không tái sinh, thì chắc bọn họ sẽ yên ổn ở trong thành và sống hết một đời, sau khi tôi trở lại, bọn họ lại phải cùng tôi vào sinh ra tử. Sức nặng của cờ chiêu hồn chính là do gánh lấy quá nhiều ý chí anh linh của đệ tử ma đạo sau khi chết đi. Tôi không vội vã vào thành, mà bay lên đỉnh núi Thanh Khâu trước, tôi biết rằng Thùy Họa nhất định sẽ ở đó đợi tôi. Cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi, Thùy Họa quay người lại, ánh mắt rực lửa dán chặt vào kiêm hà. Trước, ta và Tạ Lan đã có hôn ước, ta cũng không rộng lượng đến mức có thể thu nạp ngươi. Chuyện cô ta có thể cho qua không truy cứu, nếu sau này còn dính líu đến nữa thì đừng trách ta lưỡng đoạn đao ra tay vô tình trong mắt thùy họa không vướng bụi trần liền nói rõ ràng chị dâu tôi và anh ấy chỉ là tình cảm anh em ánh mắt kiêm hà lảng tránh nói ở đầm nước đào hoa tính kế đến vậy chỉ để làm anh em thôi sao lúc đó tôi cũng đã phát hiện vấn đề chỉ là không vạch trần hiện giờ thùy họa lật tẩy như vậy sắc mặt kiêm hà càng trở nên ngượng vô cùng kiêm hà không còn lời để nói nhìn tôi một cái thật sâu trong ánh mắt chất chứa ý định chia tay rất rõ ràng. Nếu Thủy Hỏa không thể chấp nhận cô ấy, cô ấy chỉ có thể rời đi vậy. Người ở tạ gia diễn kịch thì ta không nói gì, nhưng ở trước mặt ta thì vẫn là nên cất kỹ những tâm tư đó của ngươi đi. Ma đạo đang lúc cần dùng binh, ta chỉ hỏi ngươi có muốn gia nhập ma đạo không? Ta vốn là thân thể hoán ma, đạo tâm lại do ma đạo tổ sư ban cho. Chỉ cần trên đời này vẫn còn có ma đạo, ta vẫn sẽ là đệ tử ma đạo. Nhắc đến ma đạo tổ sư, thì Kiêm Hà kiên quyết nói. Tốt lắm, tạ Lan Anh mau đi gặp Khương Tuyết Dương, em và cô ấy sẽ nói thêm vài câu. Thùy Họa nói với tôi, về phần bọn họ rốt cuộc nói về chuyện gì, sau khi xuống núi cả hai không ai nhắc đến với tôi cả. Cho đến một lúc lâu sau đó, Kiêm Hà mới hậm hực nói tôi nghe chi tiết về nội dung của cuộc trò chuyện. Tôi chỉ biết Thùy Họa là một người sát phạt vô song, nhưng lại chưa từng biết cô ấy cũng là một người giỏi cả cung đấu. Một lời nói nhẹ nhàng thôi, cũng đã dọa cho hoán ảnh thiên tôn mưu ma trước quỷ trong mắt người đời sợ đến mất cả nóng này. mươi 322, Đạo Tổ trở về hai Lúc này trời khuya trăng sáng, trong thành cũng đã yên ắng cả. Tôi không muốn đánh thức bất kỳ ai, nên đã thu lại thần niệm và khí thức, tuần tra một lượt các lều trại của đại quân. Đệ tử ma đạo so với khoảng thời gian trước thực sự đã ít đi rất nhiều, sĩ khí cũng tụt xuống dưới đáy. Thùy Hỏa trở về Hoàng Hà, Khương Tuyết Dương lại bế quan, Bạch Hà Sầu thì mượn rượu giải sầu, ngay cả ý chí chiến đấu sụp sôi của hồ tộc Thanh Khâu cũng đã mất đi đáng kể. Tuần xong, tôi đi đến đỉnh viện nơi Khương Tuyết Dương ở. Cửa viện thì đóng chặt, trong sân chất đống lá khô rơi rụng không người quét dọn. Bế quan cũng chỉ là cái cớ của Khương Tuyết Dương do không muốn gặp người, đạo của Tham Lang là nằm trong quân chướng và trong pháp trận mà không cần phải bế quan suy nghĩ nhiều. Nếu cô ấy muốn nâng cao sức mạnh, cách tốt nhất là cùng theo quân đội xuất chiến, dùng trận pháp để xác định giác ngộ của mình. Ai đó, Thần niệm của Khương Tuyết Dương rất mạnh, không đợi tôi gõ cửa đã cảm giác được sự tồn tại của tôi. Tạ Lan, trong phòng im lặng như tờ, phải qua một lúc lâu sau, Khương Tuyết Dương mới mở cửa ra. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô ấy, trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn cả lên. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Bạch Hà Sầu dẫn tôi nhập môn, nhưng Khương Tuyết Dương mới là ân sư của tôi. Mặc dù sau khi trở thành ma đạo tổ sư tôi đã không dùng xương hô thầy trò nữa, nhưng trong tim tôi vĩnh viễn ghi nhớ người sư phụ này không có cô ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay vào đi khương tuyết dương cười nhẹ nói sau khi vào phòng cô ấy tôi trông thấy trên bàn chất đầy cấm bộ lam ngọc mã não phỉ thúy hoàng ngọc và các loại chất liệu khác nhau tùy ý cầm lên một đôi bên trên còn khắc tên của tôi tôi đã muốn làm cho cậu một đôi cấm bộ từ rất lâu trước đó rồi nhưng sau lại không có cơ hội trong ba năm mỗi lần nhớ đến cậu tôi lại thấy buồn nên đã làm được rất nhiều rồi Khương Tuyết Dương bế quan quá lâu, đối với thời cuộc hiện tại còn không biết nhiều bằng Thùy hỏa vậy nên tôi quyết định kể một lượt toàn bộ sự việc từ sau khi nhảy xuống vực sâu huyết luyện cho Khương Tuyết Dương nghe trước, bao gồm cả chuyện liên quan đến Kiêm Hà tôi cũng không ngại mà nói hết toàn bộ. Cuối cùng tôi còn hỏi cô ấy liệu rằng Thùy Hòa có làm khó Kiêm Hà hay không. Chuyện của các cậu có liên quan đến Ma đạo tổ sư, huống chi mạng của cậu còn là do cô ấy cứu. Thùy Hòa mặc dù ghen nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Tuy nhiên. Khương Tuyết Dương vẫn khuyên tôi tốt hơn hết là không nên đến quá gần Kim Hà, điều này liên quan đến thể diện của Thùy Họa. Như vậy có bất công với Kim Hà quá không? Tôi hỏi, cậu cứ yên tâm đi, Kim Hà tuy là cùng cậu nhập thế, nhưng tâm tư sẽ không hoàn toàn đặt ở nơi cậu đâu. Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa tiếp xúc với cô ta, chỉ là từ thân phận của cô ta phỏng đoán ra đôi chút. Khương Tuyết Dương nói, Kim Hà và A Lê không giống nhau, A Lê vốn là hồng hoang nhân tộc, chỉ là thừa hưởng sức mạnh của thái cổ Nguyệt Ma. Nhưng Kiêm Hà lại là thánh nữ của tộc huyễn ma, lại là huyết mạch duy nhất mà ma chủ dùng sinh mạng để bảo vệ. Ma đạo có khả năng trỗi dậy lần nữa, nhưng tộc huyễn ma thì tuyệt không thể. Tôi nói, đúng là không thể, nhưng cậu đừng quên cô ấy còn một sứ mệnh khác nữa, là báo thù. Tôi im lặng không nói, nếu Kiêm Hà muốn phục thù, đối tượng phục thù chỉ có một, đó chính là thiên đạo. Đang lúc trò chuyện, Thùy Hỏa đã dẫn Kiêm Hà đến đây. Tuyết Dương, sắp xếp một nơi ở cho Kiêm Hà tướng quân. Thùy Hỏa nói, ở lại nơi này với tôi là được. Khương Tuyết Dương cười đáp, làm phiền rồi. Kiêm Hà hành lễ với Khương Tuyết Dương. Khi tôi còn đang thắc mắc tại sao đột nhiên Kiêm Hà lại trở thành tướng quân thì Thùy Hỏa đã gọi tôi rời khỏi rồi. Về đến phòng, Thùy Hỏa đã khóa cửa phòng lại trước, sau lại dùng thần niệm phong tỏa không gian trong phòng lại. Rút ra đao chân yêu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu lau nó. Dưới ánh đèn, ánh đao lạnh lẽo, nhưng mà, người của Thùy Hỏa càng lạnh hơn. Cả đêm này cô ấy không hề nói với tôi một câu nào, chỉ lau cây đao suốt một đêm. Ngày hôm sau, Khương Tuyết Dương tuyên bố phá quan, thủy họa ra xa trường điểm binh. Thành Thanh Khâu đã lâu không thấy hành động như vậy, một nhóm đệ tử ma đạo rơi vào mơ hồ. Khi Bạch Hà Sầu vội vã đi đến xa trường, trong ánh mắt vẫn còn chút ngà say. Lúc này đây, tôi bước lên đài bái tướng, lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó ý chí chiến đấu dâng lên tận trời cao. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Theo tiếng hò reo của họ, cờ chiêu hồn trong huyền quan cũng kêu lên vang dội. Lần này Điểm binh, tôi chính thức Tôn Khương Tuyết Dương là thừa tướng, cô ấy cũng phải cùng xuất chinh với chúng tôi, chỉ để lại một vòng trận pháp thủ hộ dùng để bảo vệ tộc nhân Hồ tộc Thanh Khâu. Ma đạo lần này nhập thế đã không suy nghĩ đến việc trở về, nhẫn nhịn đã đủ lâu, thiên hạ này cũng nên đến lượt chúng tôi đến tranh rồi. Chương 323, gươm ngựa sẵn sàng một. Ma đạo suy yếu quá lâu. Giờ đây tổng số lượng binh sĩ có thể sử dụng trong thành thanh khâu chỉ vỏn vẹn 50.000 người, trong đó có hơn phân nửa là binh sĩ hồ tộc, trong phân nửa còn lại đó, âm hồn đã chiếm một nửa. Không giống với trận chiến núi không minh, lần này chúng tôi chỉ để lại một đội vệ binh tinh nhuệ cho hồ tộc thanh khâu, tất cả đệ tử ma đạo còn lại đều phải cùng chúng tôi đi phát binh quan ngoại, tham gia trận chiến chống yêu. Ma đạo nền tảng nông yếu, với một cuộc hành quân quy mô lớn như vậy, chỉ riêng công đoạn chuẩn bị thôi cũng đã tốn rất nhiều ngày rồi. Trong 3 năm qua, tuy là số lượng đệ tử âm nhân ma đạo không gia tăng, nhưng vẫn luôn có âm hồn liên tục đến thành Thanh Khâu báo cáo. Hàn Hoang âm khí nặng, sau khi những âm hồn này đắc đạo phải chịu khổ tu 3 năm, phần lớn đều đã ngưng tụ ra âm thân, có được sức mạnh chiến đấu cơ bản nhất. Những người chưa thể ngưng tụ được âm thân dưới sự giúp đỡ của sư mẫu tôi Họa Bì thành quỷ, hầu như tất cả cũng đã có thể xuất trình cùng quân đội. Thùy Họa chính thức thành lập quân đoàn quỷ hồn, với lực chiến đấu của hơn 10.000 người dưới quyền chỉ huy Khương Tuyết Dương còn đặc biệt vì thùy họa mà làm bốn mặt hạo kỳ, tụ lại tạo thành một tứ tương tụ linh trận, dùng để thu nạp âm hồn. Khi cần tham chiến thì tất cả âm hồn ra trận, bình thường sẽ cất giữ trong bốn lá hạo kỳ trên lưng cô ấy, như vậy thì khi hành quân cũng sẽ tiện hơn, không cần phải sợ âm khí của âm hồn làm hại đến người dân vô tội, cũng không cần lo lắng rằng ánh mặt trời sẽ thiêu đốt âm hồn. Những binh lính tinh nhuệ của Hồ Tộc Thanh Khâu vẫn do Lưu Phong Sương và Lưu Phong Vũ thống lĩnh. Lưu Phong Vũ giờ đã đạt đỉnh cao hợp đạo, mà Lưu Phong Sương dù bắt đầu tu hành muộn, nhưng thiên phú cực cao nên bây giờ cũng không phân cao thấp với Lưu Phong Vũ. Tu vi của tinh binh dưới trướng cũng đã tăng lên rất nhiều, hiện tại phần lớn đều thuộc cảnh giới nguyên thần, hợp đạo cũng không ít. Bạch Hà Sầu tinh thần xa suốt trong 3 năm, tu vi không những không tăng lên mà còn giảm đi, nhưng vẫn có thể phát huy sức chiến đấu của bán bộ thiên tôn, sư mẫu lần này cũng theo ông ấy xuất trinh, thống soái đệ tử âm nhân ma đạo. Trận chiến với giã tiên không phải là chuyện nhỏ, sau khi quyết định tái xuất, Bạch Hà Sầu đã dẫn người đi do thám quan ngoại trước rồi. Thông tin phản hồi lại không mấy lạc quan, ngạo hẳn có được yêu thần quyết đồng nghĩa với việc hắn có thêm một phân thân, còn bộ chiến giáp mệnh danh yêu nhiếp hoàng tuyển kia có thể ngăn chặn tất cả các đòn tấn công pháp thuật ngũ hành, lực chiến tăng lên không chỉ là một chút thôi đâu. Và lại, với sự chiếu cố thường xuyên của nữ oa, khí số Giá tiên cũng tăng vọt lên theo, nếu không phải còn có hào trời vạn lý trường thành bảo vệ, thực lực của Giá tiên sớm đã phát triển từ quan ngoại vào đến cả quan nội rồi. Nói đến Vạn Lý Trường Thành, trong lòng tôi lại nảy lên dự tính muốn đến Sơn Hải Quan xem một chút. Nếu năm đó Thùy Hỏa không rút ra đao chấn yêu, thì tai Hỏa giã Tiên cũng sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Thực ra, ngày đó Trưởng khoa Linh Dị Hoàng hiểu Huy đi tìm Thùy Hỏa là đúng, chuyện này vốn dĩ phải do ma đạo giải quyết. Nhưng tiếc là Thùy Hỏa đến chết cũng không vương hồng trần, nên mới không chịu nhập thế. Về việc tôi tái sinh, thì không giấu được nhân, tiên hai đạo đâu. Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ mỗi người đều có một lá cờ chiêu hồn, băng long ngạo hàn chắc là cũng có, chỉ cần dựa trên cờ chiêu hồn sẽ biết ngay được sự bất thường của ma đạo. Hôm đó tôi cùng A Lê khổ luyện trên đỉnh núi, mơ hồ cảm nhận được một cỗ thần niệm mạnh mẽ truyền đến từ phía nam. Không mất bao lâu liền thấy Tạ Lưu Vân chân đạp hai thanh kiếm thư hùng xuất hiện trên không trung. Lần nữa gặp được Tạ Lưu Vân, tôi cảm thấy có chút ấm áp trong tim. Đạo môn tranh giành nhau là vì giáo lý khác biệt, cá nhân tạ Lưu Vân thì tôi thật lòng kính trọng. Ngay cả trong tương lai sau này chúng tôi có thể phải sống chết trên chiến trường đi nữa, đó cũng chỉ là do mệnh số phải như vậy. Tạ Lan, người trở về rồi. Tạ Lưu Vân cười nói, nếu ta còn không trở về, quan ngoại còn có chỗ đứng của nhân tộc sao? Tạ Lưu Vân biết tôi đang oán trách về việc không làm gì của hắn, cười khổ nói với tôi, trong ba năm, nhân đạo và tiên đạo ở hải ngoại đã đối đầu nhau hàng chục lần, cho dù ta có muốn bình loạn nhưng tiên đạo cũng sẽ không cho ta cơ hội này, sau đó tôi mới biết, trong 3 năm đã qua đó, nhân, tiên hai đạo tuy ngoài mặt thể hiện sự bận rộn nhập thế cứu người, bốn bề dẹp yên tai họa, nhưng thực ra là âm thầm tranh đấu ác liệt. Ở hải ngoại, cổ địa giao tranh hàng chục lần, mỗi người lại dẫn ra không ít bậc thầy đạo môn thuộc cấp bậc tổ tông. Thời đại mặt pháp không kết thúc, hàm cốc quan và thiên đình sẽ không nhập thế. Nhưng điều này không đồng nghĩa rằng các cao nhân của nhân đạo và tiên đạo sẽ không nhúng tay can thiệp vào nhân gian. Chư thần thiên tôn không ra tay, thì những tông môn ẩn thế ẩn náu trong nhân gian đã bắt đầu có động thái rồi. Ma đạo thế yếu, vì cái chết của tôi nên càng không có người để ý đến, vì vậy mà lần tranh giành này nhân vật chính hiển nhiên sẽ thuộc về nhân, tiên hai đạo. Nhân đạo có 72 phúc địa, tiên đạo có 36 động thiên. Cùng với cổ địa Sa Mạc Long Môn ở Tây vực, cổ địa núi Thiên Mục, cổ địa núi Lưu Ba ở Đông Hải, cổ địa Doanh Châu ở Nam Hải và các cổ địa rộng lớn khác lần lượt xuất hiện, nhân tiên hai đạo tranh đấu ngày một nghiêm trọng, dần đi đến trạng thái quyết liệt nhất. chương 324, gươm ngựa sẵn sàng hai Người của tiên đạo cũng vô tình thật, vì để liên minh với giã tiên mà bỏ mặc dân chúng ở quan ngoại. Đây đã là gì, người đừng quên, lúc đó chủ trương cùng liên minh với âm ti cũng là chủ ý do tiên đạo đề xuất ra cả. Hắn nói không sai, trong trận chiến phong thần, sự nguy hại do âm ti tham chiến đem lại cho dân chúng còn nghiêm trọng hơn cả giã tiên. Cái gọi là âm binh mượn đường, người trần mắt thịt chỉ cần trông thấy thôi, thì nội trong ba ngày sẽ chết. Hôm nay người đến gặp ta có chuyện gì không? tôi hỏi. giữa Ma Đạo và Giả Tiên sắp xảy ra trận chiến, hôm nay ta đến là vì chuyện này. là ngươi có lòng muốn giúp Ma Đạo ta? xuất binh thì không được, không thể phân chia nhiều tinh lực như vậy, và lại ta cũng không thể đối đầu trực diện với Giả Tiên. vậy ngươi đến làm gì? tôi tức giận nói. Ma Đạo xuất binh, vật tư thiếu thốn, ta đã chuẩn bị một phần lễ lớn cho Ma Đạo, đang trên đường rồi. Ma đạo nền tảng yếu, lại thêm 3 năm suy tàn, của cải đều chẳng còn, tiên thảo linh dược lại càng trống không. Lúc ban đầu chúng tôi đều đã nảy ý với Tạ Lưu Vân, định sẽ moi một khoản từ chỗ hắn, chỉ là lần này ma đạo xuất chiến là do chúng tôi chủ động, nên cũng ngại liên lạc với hắn, không ngờ hắn lại chủ động đưa tay giúp đỡ. Nhiệm tình này, tôi hướng về Tạ Lưu Vân, gặp người mà cúi đầu. Đệ tử ma đạo tuy dũng cảm không sợ chết, nhưng nếu chết vì không có thuốc trị liệu vết thương, là việc tôi không thể chịu được không cần cảm ơn ta nếu ngươi có thể hoàn toàn đánh than giã tiên cũng đã giúp nhân đạo ta một việc lớn rồi chúng ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi tạ lưu vân đến nhanh đi cũng nhanh vừa gặp tôi nói vài câu liền rời đi sau khi hắn đi tôi liền xuống núi tìm khương tuyết dương nói về lý do tạ lưu vân đến đây tạ lưu vân là quân tử đây cũng là điểm đáng sợ nhất của hắn cũng tốt trong thời gian ngắn mà đạo sẽ không xảy ra xung đột gì với nhân đạo khương tuyết dương nói Tôi thấy tạ Lưu Vân cũng rất gấp gáp, chẳng lẽ nhân, tiên hai đạo vẫn còn đang đánh nhau sao? Tôi hỏi, không phải, hắn gấp gáp đi về như vậy là do Long Tộc sắp đại cử nhập thế rồi. Long Tộc cũng tham gia vào rồi sao? Nhân, tiên hai đạo tranh nhau, vốn ban đầu tiên đạo liên minh với giã tiên nên chiếm thế thượng phong, sau khi tin tức mà đạo tái xuất được truyền ra, tiên đạo liền biết không thể tiếp tục mượn thế của giã tiên được nữa. Trong trường hợp này, chỉ còn cách mời Long Tộc Đông Hải mà thôi. Tiên đạo có Long Tộc, nhân đạo làm thế nào đối phó đây tôi hỏi nhân đạo không có binh lực để đối kháng long tộc chỉ có thể dựa vào ưu thế đông người để tạm thời chống trả đợi sau khi loạn giã tiên kết thúc tôi đoán tạ lưu vân sẽ đến tìm cậu mà bàn bạc về việc liên minh tôi hiểu rồi qua một ngày sau đó quả nhiên thấy một vài cao thủ toàn chân giáo đi đến hàn hoang gửi theo một lô tiên thảo linh dược ra tay rất hào phóng vượt xa dự tính của tôi sau khi đệ tử toàn chân giáo đến đây cũng không vội vã trở về nên Khương Tuyết Dương đã mở tiệc chiêu đái. Trong lúc ma đạo chuẩn bị gươm giao người ngựa, giã tiên cũng đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến, cả hai bên đều hạ quyết tâm thôn tính đối phương. Mặc dù số lượng giã tiên rất lớn, nhưng những kẻ mạnh đỉnh cao thì kém xa ma đạo ta. Tôi, Thùy Hòa, Kiêm Hà, A Lê, bất kỳ ai ra trận đều cần phải chính ngạo hàn đến tiếp, nếu như tiên đạo không cử người đến tương trợ, mà đạo thắng trận chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của thủy Hòa, mỗi đao âm cực sinh sát đều có thể ví như cuộc tấn công với quy mô lớn. Tôi có lĩnh vực kiếm khí và phong bạo cự long, cả hai cũng đều thuộc đòn tấn công phạm vi lớn. Chiến lược của kiêm hà mặc dù yếu hơn so với bọn tôi, nhưng thiên phú của huyết mạch hoán ma thực sự rất là biến thái. Ngay cả phong bạo cự long của tôi cũng có thể sao chép một cách hoàn hảo, lại còn sao chép 100%. Còn về A Lê, ngay cả khi ngạo hàn đã mặc lên chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền thì cũng không dám xem nhẹ mũi tên của cô bé đâu hôm nay là ngày cuối cùng ma đạo ở lại thành thanh khâu hơn cả tháng chuẩn bị người ngựa cũng đã đến lúc xuất binh rồi kể từ lúc tôi trùng sinh trở về giã tiên cũng dự cảm được rằng ma đạo muốn cùng bọn họ tiến hành một trận quyết chiến có quy mô lớn nhất trong thời mặt pháp rồi dưới áp lực như thế các hành động ở quan ngoại của bọn họ cũng hạn chế lại một chút đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi không vội xuất binh bạch hà sầu cũng đã liên hệ trước với khoa linh dị vì thế vào ngày này hai người hoàng hiểu huy và tiểu lâm cũng tham gia vào đại hội tuyên thệ của đệ tử ma đạo Hoàng Hiểu Huy nói quan ngoại đã có bố trí, dân chúng cũng đã chuyển đến các thành phố lớn nơi có trọng binh canh giữ, ma đạo và giã tiên cứ việc chiến đấu mà thôi. Xong trận chiến này, tôi muốn nhờ trưởng khoa Hoàng làm một việc cho ma đạo. Tôi nói, việc gì, tôi muốn lập một tấm bia thất sát ở Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan là nơi gốc rễ của nhân tộc, không biết văn tự trên bia là gì. Hoàng Hiểu Huy hỏi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, chương 325, hậu duệ tổ long một. Đề nghị của tôi đối với trưởng khoa khoa linh dị Hoàng Hiểu Huy không phải là cảm xúc nhất thời, mà có sự cân nhắc của riêng mình. Quan ngoại là nơi bắt nguồn của yêu tộc giã tiên, núi trường bạch chạy ngang qua biên giới, có vô số yêu tộc trong khu rừng nguyên sinh ở dãy đại tiểu Hưng An, nếu muốn giết hết bọn chúng là chuyện không thể làm được. Bình loạn chỉ là tạm thời giải quyết vấn đề hiện tại, nếu muốn yên bình dài lâu, thì Sơn Hải quan cần phải có một thanh đao trấn yêu. Đao trấn yêu hiện tại đang nằm trong tay Thùy Họa, trong trường hợp này cần có một vật có tác dụng thay thế nó, chính là bia thất sát của ma đạo ta. Khi ấy lúc ma đạo tổ sư dựng bia chỉ viết lên trên tám chữ, sau đó ma đạo nhập thế, nhân, tiên hai đạo kỳ thị, nên đã viết thành vô số phiên bản. Trương Hiến Trung Triều Minh cũng từng dựng bia thất sát, bên trên viết thiên dục vạn vật giữ nhân, nhân vô nhất vật phụng thiên, thế nhân dai khả sát. Nghĩa là trời nuôi vạn vật và con người, con người không có gì báo đáp cho trời, người đời ai cũng giết được. Ngoài ra còn có bảy chữ giết khiến người nhìn giật mình. Trước đó khi tôi chưa lĩnh ngộ được pháp tắc thất sát, từng nghĩ rằng đây là nguồn gốc của sức mạnh mệnh cách thất sát ma đạo, mà hiện tại thì tôi đã có cách nhìn mới về thất sát. Cái gọi là thất sát, tinh túy không nằm ở việc giết, mà nằm ở việc ngừng giết. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, nếu làm ra chuyện người thần cùng căm phẫn, vậy thì thất sát sẽ xuất hiện để trừng phạt kẻ ác, dùng sát để ngừng sát. Vạn lý trường thành là gốc rễ của nhân tộc mà Sơn Hải Quan lại là huyết mạch quan trọng của vạn lý trường thành. Mà đạo dựng bia tại Sơn Hải Quan, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khí số của nhân tộc. Chuyện này, e là bên trên sẽ không đồng ý đâu." Hoàng Hiểu Huy nói, anh ta là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ ra được điểm quan trọng của vấn đề. Khí số Ma đạo suy yếu, dựng bia ở Sơn Hải Quan đồng nghĩa với việc mượn khí thế của nhân tộc. Loại việc này không phải Hoàng Hiểu Huy có thể quyết định được. "Tôi biết anh đang lo lắng điều gì." tôi chỉ là đề xuất thỉnh cầu của bản thân mình. Dù các anh có đồng ý hay không, trận đánh với giã tiên ma đạo tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực. Tôi nói, cảm ơn đạo tổ cao thượng, trở về tôi sẽ cố gắng để giúp ma đạo. Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ấy và tiểu lâm, tôi nhịn không được mà thở dài một hơi, trong lòng biết rõ chuyện này khó mà thành được. Vào lúc ma đạo trong thời kỳ hưng thịnh, bia thất sát của đạo tổ vạn người cầu mong. Chỉ vì khí số của ma đạo tung hoành ngang dọc, khí sung cửu tiêu, chúng thần cũng vì thế mà né tránh. Thật không ngờ, mà đạo hiện giờ đã suy yếu đến mức bia thất sát cũng khó mà lập được. Trong mắt Hoàng Hiểu Huy, mà đạo là muốn mượn thế của khí số nhân tộc, nhưng tôi dựng bia thất sát ở Sơn Hải Quan đồng nghĩa với việc khiến ma đạo trở thành người bảo vệ của nhân tộc. Thôi vậy, bình loạn giã tiên xem như trả nhân quả cho việc tùy họa lấy đao chân yêu, còn việc dựng bia từ nay về sau tôi sẽ không nhắc đến nữa. Khi đại quân xuất trận, toàn bộ hồ tộc thanh khâu ra tiến đưa, nước mắt thấm đẫm y phục. Lần này tôi đi cơ hồ gần như đem theo toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của hồ tộc thanh khâu, nhìn về 8.000 binh lính đệ tử hồ tộc, trong lòng có cảm giác như tây sở bá vương hạng vũ qua giang đông vậy. Trong số 8.000 người tôi đưa đi khỏi hàn hoang này, không biết còn được bao nhiêu người trở về quê hương. Trong lúc tôi đang thương cảm, có một người già hồ tộc thanh khâu tay ôm một con hồ ly nhỏ còn chưa hóa hình đến trước mặt tôi. Hồ ly nhỏ chưa biết nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm tôi với cặp mắt to đen láy lão bá có chút kính nể tôi nên ngập ngừng mãi không nói lão bá có chuyện muốn nói với tôi sao tôi hỏi lão bá kia lão hủ được người trong tộc ủy thác muốn nói một lời với đạo tổ cứ việc nói không sao hồ tộc thanh khâu thể cùng sống cùng chết với ma đạo ba ngàn năm trước như vậy ba ngàn năm sau cũng thế lão bá nói ông lão vừa nói xong hồ ly nhỏ cũng gật đầu lia lịa nhưng tôi không thể cho các vị một lời hứa nào cả tôi lặng lẽ đáp lại nghe tôi nói như vậy ông lão trở nên kích động hơn lớn tiếng nói người của lưu phong thiên tôn vĩnh viễn không cần lời hứa ông ấy không phải người tu hành nhưng lời ông ấy nói ra nhanh chóng chuyển đi khắp mọi hướng hai ngày sau đại quân ma đạo từ hàn hoang đi đến biên giới quan ngoại đóng quân trong khu rừng nguyên sinh ở chân núi trường bạch đại miếu nằm ở trường xuân giữa núi trường bạch và mạch núi tiểu bạch trận đánh giữa ma đạo và giã tiên định sẵn sẽ lấy cả dãy núi trường bạch làm chiến trường từ lúc hạo kiếp bắt đầu đến hiện tại, trận chiến với quy mô lớn nhất nhân gian đang hết sức căng thẳng. Nhân, tiên hai đạo tạm thời ngừng chiến, trên trời dưới đất không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào núi Trường Bạch. chương 326, Hậu Duệ Tổ Long 2 Trong quân trướng, Khương Tuyết Dương đang triển khai bố trí chiến đấu. Các vị có kiến nghị gì thì cứ nói ra thử xem. Khương Tuyết Dương nói, tôi đề xuất tấn công từng bộ phận, bắt đầu thảo phạt từ mọi nơi của tộc địa giã tiên. Bạch Hà Sầu nói, cần gì công kênh như vậy, trực tiếp giết đến đại miếu là được. Thùy Họa nói, các Giá tiên gây sự bên ngoài giờ đây cũng đã trở về tộc địa hết cả, đại miếu trong núi Tiểu Bạch đã ngưng tụ không ít hơn 100.000 lính tinh nhuệ, mà đạo ta chỉ có hơn 20.000 người, sợ rằng sẽ không thể hạ được núi Tiểu Bạch. Bạch Hà Sầu nói, tạ lan, cậu thấy thế nào? Khương Tuyết Dương nhìn tôi hỏi, tôi ủng hộ cách làm của Thùy Họa, trực tiếp đánh đến đại miếu, mà đạo giờ đây không cần phải che giấu nữa. Tôi nói, Số lượng người của giã tiên tuy nhiều, nhưng tu vi không cao, cũng không thành thạo về thuật pháp thần thông. Lần trước liễu như thị đem theo 70.000 giã tiên đến công đánh thành thanh khâu, chỉ cần tôi và Thùy Hòa hai người cũng đủ khiến họ thất bại thảm hại mà trở về. Bây giờ mà đạo đã tề tựu cao thủ, 100.000 giã tiên thì đã là gì chứ? Đánh với bọn họ, đoán rằng còn không khó bằng 72 đỉnh cổ ở núi không minh nữa. Nếu như trước khi nữ oa giành lại quyền kiểm soát yêu tộc, trực tiếp đánh đến đại miếu thì sẽ không sao cả, nhưng bây giờ đã khác với trước kia, nếu như chúng ta trực tiếp xuống tay từ đại miếu, thì sẽ có hiểm nghi báng bổ thần linh, nữ hoa cũng vì thế mà lấy cớ phân thần xuống hạ giới. Thời đại mạt Pháp, chư thần không quản nhân gian, nhưng nếu nhân gian có hành vi ác tâm báng bổ thần linh, thần linh sẽ có thể phân thần giáng họa, giáng kiếp xuống nhân gian. Các tộc địa tinh nhuệ của giã tiên đều đến cả núi Tiểu Bạch, ngay cả khi luân phiên đánh thì cũng không gây thiệt hại nào cho giã tiên, đại miếu có thần niệm nữ oa bảo vệ không thể tấn công không như vậy được, trận này nên đánh như thế nào đây? Tôi hỏi, chúng ta đến chiếm giữ thiên trì trước. Khương Tuyết Dương nói, núi Trung Nam có thiên trì tọa ngưỡng, núi Trường Bạch cũng có một thiên trì, về mức độ phổ biến và diện tích, cái ở núi Trường Bạch lớn hơn cái ở núi Trung Nam rất nhiều. Thiên trì và núi Tiểu Bạch tương tụ ngàn dặm, tinh binh giã tiên lại không ở đó, chúng ta đi đâu và làm gì đây? Tôi hỏi, tôi hiểu kế hoạch của Khương Tướng, núi Trường Bạch là Long Mạch phía Bắc, Thiên Trì lại là Long Nhãn. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ Long Nhãn Thiên Trì, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn Long Mạch của Đại Miếu. Trong cửu đại Long Mạch Thiên Hạ, Tiên Đạo đã chiếm cứ Côn Lôn, Nhân Đạo chiếm cứ Tần Lĩnh, Giã Tiên chiếm cứ núi Trường Bạch, không có sự hỗ trợ của Long Mạch, còn nói gì đến khí số nữa. Bạch Hà Sầu Hùng Hổ nói, khí số tồn tại trong vô hình, không chỉ được mỗi Long Mạch quyết định. Chỉ lấy thiên trì làm mệnh môn để ép giã tiên phát động cuộc chiến, bọn họ nhất định sẽ không đến, tôi nói, nói đến khí số, không ai hiểu rõ nó hơn tôi được. điều quan trọng nhất là Giá Tiên có đủ người để hao phí, nhưng Ma đạo chúng tôi thì không thể. bây giờ là cơ hội cuối cùng cho Ma đạo phát triển, nếu đợi đến khi thời đại Mạt pháp kết thúc, thì Ma đạo sẽ không còn cơ hội để chờ mình. tôi biết Giá Tiên không quan tâm ai sở hữu Thiên trì, chúng ta đến Thiên trì cũng không phải để đoạt Long mạch núi Trường Bạch. Khương Tuyết Dương cười nhẹ nói, vậy chúng ta đến Thiên trì để làm gì? Tôi tò mò hỏi thiên chỉ có hậu duệ tổ long, chúng ta vì nó mà đến. Theo truyền thuyết, thuở sơ khai ban đầu của thiên địa nhân gian từng sản sinh ra ba thần thú hỗn độn sau, tổ long, nguyên phong, thủy kỳ lân. Lúc đó nhân tộc còn chưa xuất hiện, tam đại thần thú hỗn độn mỗi con tự sinh sôi nảy nở. Tổ long sinh ra long tộc thống lĩnh các loài có vảy, phụ trách đại dương, nguyên phong sinh ra phượng hoàng tộc thống lĩnh các loài biết bay, phụ trách bầu trời, thủy kỳ lân sinh ra kỳ lân tộc thống lĩnh các loài thú, phụ trách đất liền cùng với sự phát triển phồn thịnh của ba tộc là những mâu thuẫn được sinh ra mới đầu long tộc ỉ vào thân thể trời sinh mạnh mẽ mà được vị thế bất bại phượng hoàng tộc dựa vào thiên phú khả năng tái sinh cũng cực khổ chống đỡ mặc dù kỳ lân tộc không có kỹ năng gì đặc biệt nhưng sinh sôi nhanh chóng nên cũng có thể miễn cưỡng tồn tại sau một thời gian dài ưu thế của long tộc bắt đầu suy yếu chủ yếu là do khả năng sinh sản của long tộc quá kém chiến tranh thương vong nặng nề lại thêm phượng hoàng và kỳ lân liên thủ chịu thiệt thòi về mặt số lượng do đó thủ lĩnh long tộc tổ long đã quyết định phát động cuộc đại chiến cuối cùng và chiến đấu đến chết trận này đánh đến trời đất âm u ngày đêm đều không có ánh sáng mặt đất nứt toạc thế giới bị tàn phá nghiêm trọng muôn loài sinh vật đều rơi vào cảnh diệt phong kết quả cuối cùng tổ long chiến tử nguyên phong và thủy kỳ lân bị thiên đế lúc bấy giờ phong ấn lại nhìn thấy thế giới nhân gian bị phá hoại nghiêm trọng thiên đế đã dùng thân thể của tổ long sau khi chết đi hóa thành núi côn lôn rồi từ côn lôn tản đi cửu đại long mạch tái tạo lại địa thế cửu châu đây chính là nguồn gốc của chín đường long mạch nhân gian trên thế giới này vẫn còn tồn tại huyết mạch của tổ long sao tôi hỏi con nhưng mà điều này chỉ có ma đạo chúng ta mới biết tính toán thời gian thì nó cũng sắp thức tỉnh suốt thế rồi khương tuyết dương nói ma đạo tổ sư năm đó đã từng đến dãy núi trường bạch khảo sát long mạch định sẽ dựng tổ đình ma đạo ở núi trường bạch sau đó lại tính toán ra được tổ long vẫn còn huyết mạch chưa thức tỉnh, nên đã từ bỏ núi Trường Bạch, mà thay vào đó là dựng tổ đình ma đạo ở đảo Kim Ngao, Đông Hải. Chỉ cần có thể hàng phục hậu duệ tổ long, đồng nghĩa với việc ma đạo sở hữu được một long mạch có thể chuyển động, mà tuyệt đối không yếu hơn long mạch ở Côn Lôn. dã tiên có thể không giành thiên trì, nhưng chắn chắc sẽ không nhìn chúng tôi mang đi hậu duệ tổ long mà không làm gì. chương 327, Thánh vật đạo tổ 1 Giờ đây không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của núi Trường Bạch, đại quân ma đạo đột nhiên vòng đường đi đến thiên trì, đã vượt ngoài dự tính của bọn họ. Trong mắt bọn họ, chỉ cần ma đạo muốn đại cử nhập thế, thì trận đánh với giã tiên là không thể tránh khỏi, mà trận này còn không thể trì hoãn. Nên việc đại quân ma đạo đột nhiên đi đến thiên trì nơi cách đại miếu hơn một ngàn dặm, thật khiến bọn họ khó mà hiểu được. Một ngày sau đó, chúng tôi đã đến chân núi thiên trì. Khương Tuyết Dương cho quân lính đóng trại xong xuôi, Bắt đầu chỉ huy đệ tử ma đạo thành lập quân sự lâu dài để công thành, biểu hiện như thể ma đạo chuẩn bị đánh một trận chiến khốc liệt vậy, rồi lại âm thầm đưa tôi và Thùy Họa đi đến thiên trì. Hậu duệ Tổ Long không phải chuyện nhỏ, nhân tiên hai đạo cao thủ vô số, chẳng lẽ đó giờ bọn họ không ai phát giác ra sự tồn tại của nó sao? Tôi hỏi, tất nhiên bọn họ không cảm nhận được rồi, sau khi ma đạo tổ sư biết được sự tồn tại của Hậu duệ Tổ Long, lại suy luận ra được Hậu duệ Tổ Long và ma đạo có nguồn gốc với nhau liền thi triển thủ pháp thần thông che đậy thiên cơ ngay tại chỗ. Lên đến thiên trì, cảnh quang thực sự rất đẹp, hiện giờ đang vào cuối mùa thu trăng sáng gió, thời tiết xe lạnh, nước hồ ấm áp, hơi nước bốc lên, mơ mộng huyền ảo. Nhìn từ xa, giống như đang phủ một lớp hơi khói cho thiên trì vậy. Nước hồ phẳng lặng, sóng nước êm đềm, tĩnh lặng. Tôi ngự kiếm bay lượn một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ thần niệm khác lạ nào, quay về hỏi Khương Tuyết Dương, tổ long hậu duệ đang ở đâu có thần thuật của ma đạo tổ sư Niêm Phong, cậu tìm như vậy tất nhiên là không thấy. Vậy phải tìm như thế nào? Cậu nghe theo sự sắp xếp của tôi, trước tiên hãy mở huyệt thần đình. Được, lúc đó tôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, tập trung vào huyệt thần đình. Mở thần đình là việc rất nguy hiểm, huyệt thần đình là nơi giao cảm quan trọng giữa bên trong và bên ngoài, cũng là lối vào huyền quan từ bên ngoài. Một khi giao cảm bên trong và bên ngoài mất khống chế, hoặc là huyền quan vỡ vụn hóa thành năng lượng tản ra bên ngoài, hoặc là cái tà ác bên ngoài xâm nhập vào bên trong, tạo thành sự tổn hại vĩnh viễn cho huyền quan. Thùy Hỏa vô cùng lo lắng nhìn tôi, có tiền lệ ở núi không minh, cô ấy sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Theo sự thúc đẩy thần niệm của tôi, huyệt thần đình từ từ mở ra một kẽ nứt, sau khi vết nứt xuất hiện, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi bỗng chốc hóa thành một vệt ánh sáng đen từ huyệt thần đình bay ra bên ngoài. Tôi kinh ngạc một phen, vội vàng thu hại tâm trí và thần hồn mở to mắt mà tìm vết tích của cờ chiêu hồn may thay cờ chiêu hồn không phá không bay đi mà đã bay lơ lửng thấp thấp ở bên bờ thiên trì chuyện gì vậy tôi hỏi đừng hoảng nó đang tìm vật khương tuyết dương nói cờ chiêu hồn hành động nhanh chóng rất nhanh đã ở gần thiên trì lượn hết một vòng sau cùng dừng ở bờ phía tây của thiên trì chúng tôi mau chóng đến đó đợi khi tôi đến trước chỗ cờ chiêu hồn nó lại hóa thành vệt ánh sáng đen mà bay vào huyền quan của tôi chính là ở chỗ này khương tuyết dương chỉ ngay chỗ cờ chiêu hồn vừa nãy dừng lại nói hậu duệ tổ long ở dưới chỗ này sao tôi hỏi không phải thứ được chôn dưới đây là thánh vật mà ma đạo tổ sư để lại cũng là thứ quan trọng để giải phóng hậu duệ tổ long còn về nó là gì tôi không thể tìm thấy trong ký ức của tham lang khương tuyết dương nói tôi biết nó là gì thứ được chôn ở dưới chính là bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư thùy họa nói thì ra là vậy khương tuyết dương nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt thư thái mà đạo tổ sư khi còn sống rất ít khi dựng bia, mọi người chỉ biết được mỗi hai cái. Một cái để lại trong thành Thải Vân thay phá quân bảo vệ biên cương nhân tộc, một cái để lại trong tổ đình của Ma đạo ở đảo Kim Ngao. Tấm bia thất sát trong thành Thải Vân đã bị phá hủy bởi người trong Tiên đạo ngay từ lúc bắt đầu trận chiến Phong Thần rồi, còn tấm ở đảo Kim Ngao cũng theo đảo Kim Ngao mà chìm xuống đáy biển. Còn về tấm bia thất sát thứ ba, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai tận mắt trông thấy nó. Truyền thuyết kể rằng trong thời kỳ ma đạo hưng thịnh nhất, có vị vua của nhân tộc từng đích thân đi đến đảo Kim Ngao để gặp ma đạo tổ sư, muốn xin một tấm bia thất sát để bảo vệ đất nước, và hứa sẽ để ma đạo trở thành quốc giáo. Đạo tổ nói với người đó, quá tam ba bận, cả đời của hắn chỉ khác ba tấm bia thất sát, cũng đã khắc xong hết rồi. Tuy nhiên, ngay cả khi nhân, tiên hai đạo sau khi trận chiến phong thần kết thúc đã tìm khắp đại địa cửu châu, cuối cùng cũng vẫn không tìm được tấm bia thất sát thứ ba. Có lời truyền về tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư, trên thực tế từ sau khi trận chiến phong thần kết thúc, trong tam giới vẫn luôn lưu truyền dự ngôn liên quan đến sự tái xuất của ma đạo. Trong đó có hai lời tiên đoán được chú ý đến nhất, một cái là sát phá lang tam phương tứ tránh, cái còn lại chính là sự xuất hiện của tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư. chương 328, Thánh vật đạo tổ 2 chỉ là không ai ngờ đến tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư lại được chôn dưới thiên trì, lại còn gặp đúng ngay lúc ma đạo sắp đại cử nhập thế nữa, chỉ có thể nói rằng trong vô định thì ông trời đã có sắp đặt. Nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy bia thất sát chính tay đạo tổ trạm khắc ra, thì cả ba chúng tôi đều rất kích động, tôi còn tạm tạm đi, ít ra cũng từng hai lần nhìn thấy chân dung của ma đạo tổ sư, ấn tượng của Khương Tuyết Dương và Thùy Hỏa về ma đạo tổ sư chỉ dừng ở hình ảnh trong ký ức của Tham Lang và Phá Quân, hiện thực thì chưa từng thấy qua. Giờ đây ba chúng tôi lòng mang kính trọng, bỏ hết đao kiếm, quỳ xuống tay không mà đào đất đào đến khi ước chừng được năm thước thì phát hiện một tấm sắt bên trên viết một hàng chữ để tử đạo môn nhanh chóng chôn lại rồi rời đi đừng động đến nữa nhân đạo lưu bá ôn để lại lời nhắn làm thế nào mà ở đây lại có đồ của lưu bá ôn vậy tôi lấy làm lạ hỏi tôi hiểu rồi lưu bá ôn chắc chắn đã từng đến đây khương tuyết dương nói ông ấy đến chỗ này làm gì chẳng lẽ cũng đến tìm hậu duệ tổ long sao tôi lại hỏi không phải ông ấy đến đây có liên quan đến việc chu nguyên trương trảm long mạch trong truyền thuyết dân gian nghe nói sau khi chu nguyên trương trở thành hoàng đế thì sợ sau khi ông chết đi ngai vàng sẽ bị người ngoài cướp mất liền cử lưu bá ôn chảm hết long mạch mang khí đế vương trong thiên hạ theo phong thủy thì rồng đi trên mặt đất khí sẽ chạy dưới lòng đất cái gọi là chém đứt long mạch thật ra là cải tạo lại thế núi thông qua việc mở núi ngăn dòng mà chặn lại dòng khí lưu chuyển trong long mạch lưu bá ôn phụng chỉ tuần núi đã chặt đứt trăm đường long mạch lớn nhỏ. Cuối cùng khi đến núi Trường Bạch, đã cho ông ấy thấy được một long mạch đế vương thực sự mang điểm báo chân long, đường long mạch này lại chính là gốc rễ để thành lập nên triều đại của nhà Thanh. Lưu Bá Ôn là kỳ tài toán học ngàn năm hiếm có của nhân đạo, nhìn thấy long mạch này, liền tính được chuyện trăm năm sau, tính được rằng nhà Minh ắt sẽ diệt vong dưới đường long mạch này. Vốn dự định sẽ chém đứt long mạch này, nhưng khi động thổ lại bấm tay tính ra được con cháu mình sẽ làm quan dưới triều đại khai quốc đời sau, nên đã giữ lại long mạch này cậu nhìn địa hình thế núi mà xem bia thất sát của ma đạo tổ sư vừa hay được trôn tại chỗ lưu trữ hấp thụ năng lượng và là nơi quan trọng nhất của long mạch như vậy xem ra long mạch của nỗ nhĩ cáp xích đại thanh không phải là lưu bá ôn không muốn chém mà là không dám chém muốn chém đoạn long mạch này ắt sẽ làm lộ ra bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư khương tuyết dương nói cuộc đào đất sau đó diễn ra rất thuận lợi chẳng bao lâu liền đem được cả tấm bia thất sát lên một tấm bia đá đen tuyền, cao ba thước, rộng một thước, bên trên khắc tám chữ, chính là quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Bia thất sát vừa được đào khỏi mặt đất, một bầu không khí miên man và cổ xưa lập tức dội đến. Cùng lúc đó, cờ chiêu hồn trong huyền quan lập tức vang dội, bay lên phừng phực. Vốn dĩ thời tiết đang trong xanh vạn dặm, trong chớp mắt đã phủ đầy mây đen, sấm chớp kêu vang. Sấm sét cứ nối tiếp nhau nổ, tựa hồ như thể sắp xé toạc cả bầu trời giữa đất trời đang nung nấu một luồng sát ý không thể giải thích được tôi cảm nhận được một mối nguy mà từ trước giờ chưa từng có không chỉ mỗi mình tôi hoảng sợ bất an đến thùy Hỏa cũng không khỏi biến sắc không ổn dấu hiệu của thiên phát sát cơ trời muốn giết người tạ lan mau chóng cất bia thất sát vào trong huyền quan khương tuyết dương nói nói xong khương tuyết dương bắt đầu phi thân chạy đi ở bên cạnh tôi xuất hiện một trận gió thổi bay sát ý cắt ra cắt thịt thùy họa rút ra đao chân yêu ngự sử thiên địa canh kim, dẫn toàn bộ tia xét vào trong người. Dưới sự bảo vệ của hai người họ, tôi tập trung mở huyệt thần đình, đồng thời trong miệng lẩm bẩm ta nhân danh ma đạo tổ sư, thu vào. Vừa nói xong từ thu vào, bia thất sát liền bay lên không trung trong tấm bia bắt đầu phả ra khói trắng, rời từ từ mờ dần, ngay khi bia thất sát hư hóa xong, chuẩn bị bay vào trong huyền quan của tôi, hai đạo tử phủ lôi trụ dày đặc từ ngoài cửu thiên đánh xuống, một đạo đánh về tôi, một đạo đánh về phía màn xương đen huyễn hóa của bia thất sát. Thùy họa trông trừng tạ lan, hảo phong bằng tá lực, tống ngã thương thanh vân. Tức là gió tốt nhờ mượn lực, đưa tôi lên mây xanh. Khương Tuyết Dương thốt ra một câu chú ngữ, một khắc sau đó cô ấy đã hướng về phía đạo tử phủ lôi trụ đánh lên bia thất sát mà dùng cả người để hứng lấy. Thùy Hòa cũng rút đao ra đón đạo tử phủ lôi trụ đánh lên người tôi. Cùng với hai tiếng kêu lên, Khương Tuyết Dương và Thùy Hòa cùng lúc rơi từ trên không trung xuống dưới đất. Cũng vào thời điểm đó, bia thất sát vừa hay được tôi thu hết vào trong huyền quan. Khi bia thất sát biến mất, trời đất trở lại dáng vẻ ban đầu. chương 329, Giáng Long Chi Chiến 1 Sau khi bia thất sát tan biến, bầu trời lại yên bình quang đáng. Phía trước tôi đã bị sấm sét đánh sập thành một hố lớn đen ngòm đáng sợ nhìn mà run rẩy khiến tôi lo lắng nhất vẫn là tình trạng thương thế của hai cô gái. Thùy hỏa đang gục xuống bên cạnh tôi, áo giáp nặng chiếu màu đen tuyền đều đã vỡ tan nát, đao trấn yêu bởi vì tiếp dẫn một lượng lớn lôi lực, trên thân đao đen sậm lưu lại dấu vết sấm sét cháy xém màu xanh lam. Bàn tay trần trắng nón cầm đao đang dỉ máu, chỗ găng tay và lòng bàn tay đều chẳng chịt vết bầm tím máu thịt lẫn lộn. Cô ấy đã rơi vào hôn mê, chỉ có hơi thở yếu ớt ngắt quáng, tôi đau xót ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, truyền một đạo chân khí từ đốc mạch nằm phía sau lưng vào trong cơ thể cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Hỏa khẽ nhăn nhó vì đau đớn, chân khí được truyền chậm chậm không ngừng, thân thể canh kim của cô ấy bắt đầu phục hồi sinh cơ cũng theo đó mà dần dần lưu chuyển lông nghi cong dài động đậy một chút đôi mắt từ từ mở ra tạ lan anh đừng lo cho em nữa em chịu đựng được mau qua xem tuyết dương thế nào đi thùy họa tỉnh lại rồi thì thào nói tôi đặt cô ấy nhẹ nhàng xuống mặt đất rồi vội vàng chạy tới chỗ khương tuyết dương thương thế của khương tuyết dương còn nghiêm trọng hơn thùy họa cô ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu hơi thở thoi thóp dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngừng thở. Tôi nghĩ mọi biện pháp truyền chân khí cho cô ấy, nhưng mà kinh mạch trong cơ thể của cô ấy đã bị rối loạn trầm trọng, chân khí không cách nào đi vào được. Tuy rằng Khương Tuyết Dương cũng đã đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh, chẳng qua cô ấy không có cơ duyên như tôi và Thùy hỏa, kháng lực kém xa so với chúng tôi. Âm thân của Thùy Họa do khí thức tiên thiên canh kim ngưng tụ thành, mà tôi đã từng được long mạch nguyên lực thoát thai hoán cốt, bên trong huyền quan còn có thêm ngọn gió phục hồi, nhưng Khương Tuyết Dương mới đúng thật chỉ mang thân xác phàm trần. Đợt tử phủ lôi trụ vừa rồi, cô ấy phi thân bay lên để chống đỡ, đây giống như đang tự tìm đường chết, khiến thương thế còn trầm trọng hơn Thùy Hỏa gấp nhiều lần. Thùy Hỏa khi mới hồi phục đôi chút đã vội vã bước qua xem tình hình, cô ấy đứng ngây ngốc nhìn Khương Tuyết Dương, từng giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt. Tình cảm giữa cô ấy và Khương Tuyết Dương giống như chị em trong gia đình, không khác gì phá quân và tham lang ngày trước. Chúng tôi không có cách nào khác, chỉ đành xuống núi trước sau đó lại hỏi Bạch Hà Sầu nghĩ biện pháp cứu chữa. Tôi ôm Khương Tuyết Dương vào lòng, chậm chậm đi về phía trước. Thùy Hỏa vẫn đang mang trọng thương, tôi cũng vì hai lần mở thần đình mà cạn kiệt thần niệm, trên tay còn ôm lấy Khương Tuyết Dương đang thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn, nên chúng tôi đều không thể di chuyển nhanh được. Cơ thể của Khương Tuyết Dương rất nhẹ, giống như một sợi lông vũ, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cô ấy sẽ bị gió cuốn bay ra khỏi vòng tay tôi. Bước chân càng chậm, tâm trạng càng thêm nặng nề lần đầu tiên tôi gặp cô ấy chính là lúc cô ấy cứu tôi thoát khỏi móng vuốt của đám âm binh từ đó về sau tôi vẫn luôn đi theo cô ấy học đạo tu hành nhận sự bảo hộ của cô ấy mọi khi tôi gặp vấn đề nan giải đều được cô ấy chỉ điểm dẫn lối lần này tôi quay về thành thanh khâu trong phòng cô ấy tôi nhìn thấy rất nhiều cấm bộ tất cả đều khắc tên tôi ở bên trên suốt ba năm nay không chỉ mỗi mình thùy họa thương tâm nỗi đau của khương tuyết dương cũng không hề thua kém chút nào sát phá lang tam phương tứ chính giang sơn của ma đạo do ba người đồng lòng hợp sức xây dựng nên. Nếu như miêu tả thủy hỏa như một trường thương sắc bén công thành giết địch, thì Khương Tuyết Dương chính là tấm khiên vững chắc kiên cố nhất của ma đạo. Cho đến khi tấm khiên vững chắc ấy bị đánh vỡ tan thành từng mảnh, thoáng chốc tôi mới giật mình nhận ra dáng vẻ yếu đuối mỏng manh của cô ấy. Chúng tôi đến thiên trì vì muốn tìm kiếm hậu duệ long tộc, nhưng cho dù thu thập hết chín cái long mạch trong thiên hạ, thì làm sao có thể sánh bằng một Khương Tuyết Dương đây? Nếu như Khương Tuyết Dương gặp chuyện bất chắc gì, tôi và thủy Họa làm sao có thể chịu đựng nổi đả kích này. Có một số người không đợi đến lúc đánh mất, thì không biết vị trí của người đó trong lòng mình, một khi mất đi rồi mới hiểu được người ấy quan trọng ra sao. Vừa mới xuống núi, đột nhiên nghe thấy thiên trì thủy ở phía sau truyền đến tiếng sấm sét ầm ầm vang dội. Sau đó là tiếng rồng gào thét, xé nát cả bầu trời. Rồng cưới mây, hổ gầm gió. Trên bầu trời thiên trì bỗng nổi gió lớn mây mù kéo đến cuồn cuộn, sau đó dường như cả ngọn núi trường bạch đều đang rung chuyển. Nước trong ao hồ như bị đun sôi vậy, toàn bộ đều hóa thành hơi mây, bay thẳng lên trời cao. Uy áp của Long tộc bắt đầu được giải phóng, ép tôi phải khổ sở chống đỡ nửa bước cũng khó lui. Vốn Dĩ Thùy Họa đang bị trọng thương, chịu đòn công kích của thần niệm, thân thể lắc lư một cái, vội vàng rút đao trấn yêu rồi quỳ một chân xuống đất mới ổn định được cơ thể. Chương 330, Giáng long chi chiến hai. Thật không ngờ hậu duệ tổ long sẽ vào thời khắc then chốt này xuất thế. Bây giờ chúng tôi đừng nói đến chuyện thu phục nó, nếu lỡ như kích nộ nó thì đến cả lực lượng bảo vệ bản thân cũng chẳng có. Tôi căng thẳng nhìn đam chiêu về phía hơi nước trên bầu trời thiên trì, trong hơi nước mù mịt thấp thoáng thấy một con quái thú mình rồng màu đen đang xoay mình uốn qua lượn lại trên không trung. Căn cứ theo mức độ động tính mà hậu duệ tổ long náo loạn ra, đừng nói giã tiên của đại miếu có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của nó, sợ rằng ngay cả người của hai đạo nhân tiên đã phát giác ra rồi. Chỉ trong nháy mắt, Tôi liền phát hiện thần niệm mạnh mẽ vô song mang khí thế hùng hồn đang quan sát từ bốn phía xung quanh truyền tới. Lúc Bia Thất Sát chưa xuất thế nơi đây vẫn không nằm trong phạm vi thăm dò của Thiên Cơ, nhưng tôi hấp thụ Bia Thất Sát, khiến trời phát động sát cơ thì nơi đây đã bại lộ giữa trời đất. Tổ Long là một trong thần thú Tam Đại Hỗn Loạn, huyết mạch của nó có thể sánh ngang với Thái Cổ Ma Thần. Từ lúc Thiên Đạo tiếp quản mảnh trời đất này, thời đại thuộc về Thái Cổ Ma Thần đã chấm dứt triệt để, vậy nên chúng thần chưa từng nhìn thấy huyết mạch Tổ Long thật sự những kẻ hiếu kỳ đều tập trung đến đây nhưng nhiều hơn vẫn là mấy kẻ mang tham lam vô đáy hậu duệ tổ long tương đương với một tòa long mạch có thể chuyển động sánh ngang với tiên đạo côn lôn vì mới xuất thế nên tim rồng vẫn thuần khiết không nhiễm bụi trần nếu thu phục thành công liền có thể đổi được hiệu quả cả đời của nó quan trọng nhất là thực lực của nó hiện giờ vẫn chưa đủ lớn mạnh cao nhất cũng chỉ sở hữu chiến lược đạt đến cảnh giới hợp đạo muốn thu phục nó thì đây chính là thời cơ tốt nhất nếu như không phải do sự cố trời sinh sát cơ kia, ba người sát phá lang đồng lòng hợp lực giải quyết, chắc chắn đã có thể nắm bắt thời cơ thành công đánh bại nó trước khi mấy tên cường hào ác bá kia kịp đuổi tới. Mà hiện tại, chúng tôi chỉ có thể bất lực đứng yên mà dương mắt nhìn nó không ngừng hấp thu khí tức long mạch của dãy núi Trường Bạch, nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân. Chỉ cần hấp thụ thêm một phần, thực lực của hậu duệ tổ long sẽ gia tăng thêm một phần. Rất nhanh nó đã cấp tốc tiến thăng lên đỉnh phong hợp đạo, tiếp theo đó đột phá đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, thực lực vẫn không ngừng thăng cấp, sức mạnh thần niệm càng lúc càng kinh khủng hơn, long uy quán triệt trời đất. Người đuổi đến sớm nhất chính là người của ma đạo chúng tôi, A Lê, Kiêm Hà, Bạch Hà sầu những cường giả của ma đạo đều đã đến thiên trì. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ mỗi hai người A Lê và Kiêm Hà có khả năng bay đến chỗ chúng tôi, A Lê sở hữu sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma, có thể không thèm quan tâm đến thần niệm uy áp đáng sợ của hậu duệ Tổ Long, mà huyết mạch thái cổ huyễn ma đang chảy trên người kiêm hà cũng không thua kém hậu duệ tổ long là bao. Còn những người khác chỉ đành đợi ở sườn núi phía dưới thiên trì, thấp thỏm ngước nhìn nơi đây. Nhìn thấy Khương Tuyết Dương bị thương nghiêm trọng, A Lê lo lắng không thôi. Quan hệ của cô bé và Khương Tuyết Dương còn thân thiết hơn cả tôi nhiều, những năm này đều do một tay Khương Tuyết Dương chăm sóc cho cô bé, bình thường lúc ở riêng còn xưng hô là sư đồ. Sư phụ người làm sao vậy? A Lê sốt ruột hỏi, bị tử phủ lôi trụ đánh trọng thương, ở đây quá nguy hiểm nhóc mau đưa cô ấy xuống núi đi tôi nói a lê đón lấy khương tuyết dương từ tay tôi rồi chuẩn bị xuống núi thế mà ngay lúc tôi và a lê đưa qua đón lại thì khương tuyết dương đột nhiên tỉnh lại cô ấy đã hồi phục được đôi chút thần thức đừng lo cho tôi mọi người mau chóng hàng phục hậu duệ tổ long đi đây chính là cơ duyên đạo tổ truyền lại cho ma đạo tuyệt đối không thể để người khác chiếm mất không sư phụ người càng quan trọng hơn a lê kiên quyết từ chối a lê lời của sư phụ nói mà con dám không nghe ư nói xong khương tuyết dương không ngừng nôn ra máu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của a lê nhìn dáng vẻ của cô ấy dường như đang cảnh cáo nếu a lê cố chấp mang cô ấy xuống núi rất có khả năng khiến tinh thần cô ấy kích động ho ra máu mà chết thực lực của hậu duệ tổ long vẫn không ngừng gia tăng dường như muốn hấp thu cạn kiệt khí thức long mạch trong núi trường bạch mới chịu dừng tay thần niệm tra xét từ tứ phía xung quanh truyền đến mỗi giây mỗi phút càng mãnh liệt hơn rất rõ ràng bọn họ đang dốc hết toàn lực đuổi tới Thiên Trì. Vết thương của tôi do thần niệm tiêu hao khi phá vỡ thần đình nên khá nặng, mà muốn bổ sung thần niệm chỉ có một cách, đó chính là đốt cháy thần hồn y hệt thủy họa năm đó đã làm. Thương thế thủy họa nghiêm trọng hơn tôi nhiều, thân thể canh kim gần như bị phá nát, trận chiến này xác định không thể để cô ấy nhúng tay vào rồi. Đốt cháy thần hồn là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng cô ấy không hề khuyên ngăn tôi thùy họa đón khương tuyết dương từ tay a lê nói a lê nhóc hãy toàn lực phối hợp chiến đấu với tạ lan dặn dò a lê xong cô ấy cũng quay sang nói với kiêm hà cô cũng vậy thân là đệ tử ma đạo tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó kẻ địch vì ma đạo kiêm hà nói thần hồn thiêu cháy tổn thương đến bản thể của thức thần bởi vì thức thần chính là hiện thân của ý thức thần hồn tôi hoàn toàn có thể cảm giác thấy thức thần của tôi đang vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng Liêu mạng muốn trốn vào huyền quan của tôi, nhưng tôi cưỡng chế khóa chặt cửa vào huyền quan. Thời gian trôi đi dần dần theo sự thiêu cháy của thức thần, tất cả đã hóa thành thần niệm làm phong phú thức hải của tôi. Tim ma trong ngực tôi cũng vì chiến ý nổi dậy, bạo phát ra dũng khí vô cùng vô tận. Sinh cơ hưng thịnh trong cơ thể tôi đang lưu chuyển chớp nhoáng, thất sát pháp quy cũng nhận lấy sự cường hóa từ tim ma, tổ long là sinh vật kiêu ngạo nhất thế gian, muốn thành công thu phục nó thì nhất định phải đánh bại nó tôi bắt đầu biểu diễn thất sát kiếm một cách hoàn mỹ mở màn từ chiêu thứ nhất ánh mắt của kiêm hà nhìn theo từng động tác của tôi không sót một ly tôi biết cô ấy muốn lợi dụng huyết mạch huyễn ma để mô phỏng cự long cuồng phong của tôi